Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kèm theo cú ship và cân nhắc trước khi mà. Bên shop tiếp tục về cho các bác cái băng dính điện nhá, băng dính điện hàng nội địa của Nhật này. Đấy. Có những cái lô thì nó còn nguyên kiện như này các bác này, còn nguyên kiện như này, nhưng mà cái này thì nó không có nhiều. Đấy, còn nguyên kiện như này luôn. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật các bác này. Đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Hàng của thương hiệu Denka này. Made in Japan các bác này. Đây. Đấy, made in Japan các bác nhá. Đó, các bác thấy chưa? Made in Japan nhá. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Băng dính của bên em thì dòng này nó là sẽ là siêu dai, siêu dính nhá. Đó. Siêu dai, siêu dính cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Giá sẽ là 80k trên 1 cân nhá, 80k trên 1 cân. Đây các bác này. Đó, đây. Đây. Các bác thấy không? Kéo thoải mái luôn. Siêu dai, siêu dính và siêu mỏng luôn. Gần như không có lõi nhá. Lõi là gần như không có đâu. Siêu dai, siêu dính, siêu mỏng. Bên shop sẽ bán cho các bác với giá đó là 10k một quận nhá. Đấy, 10.000 trên một quận. Đấy, các bác mua quận thì sẽ là 10k một quận nhá. 10k trên một quận to như này. Đấy. Còn quận nhỏ như này thì sẽ là 5.000 này. Đây. Quận nhỏ này sẽ là 5k này. Đó, 5k. Quận nhỏ là 5k, quận to là 10.000. Đây. Đấy, nó một gấp đôi luôn. Quận nhỏ 5k, quận to là 10k và mua cả cân thì sẽ là 80k trên 1 kg nhá. 80k trên 1 kg, nửa cân thì sẽ là 45k nhá. 45.000 trên nửa cân. Đó, 80k trên 1 kg nhá. 1 kg, còn nửa cân sẽ là 45.000. Băng dính cũng đủ màu luôn. Đấy. Màu đen, màu xám, màu trắng đủ màu cho các bác luôn. Giá thì siêu tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vít 6 cạnh như này nhá. Đấy, vít tôi vít 6 múi nhá. Đấy, vít 6 đầu nhá. 2 này, 4 này, 6 đầu. Với một cái đầu này nó là 7 thì em gọi là vít 6 đầu nhá. Vít 6 đầu rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đó. Một cái tô vít như này bao gồm cho các bác có sẵn 6 đầu như này. Lên nha, là tô vít 6 đầu giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho con vít 6 đầu như này. Các bác có thể dùng để sửa chữa thay tháo, nó rất là tiện luôn, có sẵn ở đây luôn. Đó, có sẵn ở đây luôn. Mình chỉ cần rút ra là mình thay tháo thôi. Đấy, lên cho em là vít 6 đầu giá của nó sẽ là 50k. 50k cho con vít 6 đầu như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kẹp bạt nhá. Đây, đây nó sẽ là cái kẹp bạt như này. Thì các bác có thể kẹp vào bạt này, kẹp vào các cái vải bạt đen ấy, bạt đen, bạt xanh để các bác kẹp, hoặc là kẹp vào dù cũng được. Đấy, rất là tiện luôn, khi kẹp vào nó rất là chắc như này. Đấy, hoặc là kẹp vào những cái rèm cửa, rèm kiếc bằng vải nhá. Các bác kẹp vào được hết nhá. Đấy, về nhà các bác chỉ cần sập cái này cho em xong, sập cái này cho em xong. Đó, nó khóa rất là chắc luôn, thì khi sập vào rồi thì các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Đấy, về nhà mình sập nó vào là mình có thể kéo luôn dây vào đây và kéo đi nhá, chăng bạt chăng kiếc nhá. Giá sẽ là 25.000 một chục nhá. Đó. Các bác lên cho em là kẹp bạt 25k trên 10 cái, 25.000 trên 10 cái các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm này. Đấy. Rất ngon lành cho các bác luôn. Đấy, rút ra là tự hãm, bản to nhá, số rõ ràng nhá. Đấy. Thước rút tự hãm có dòng 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. Đấy, thước rút tự hãm. Đó, rất là ngon luôn. Đấy. Con này thì ưu điểm là các bác dùng là không phải giữ, không phải giữ. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm cho mình. Đấy, rút ra tự hãm. Lên cho em là thước rút tự hãm nhá. Đấy. Thì con 5m thì sẽ là 40k này, 5m là 40k. Đấy. Còn con 7m là 50.000. Đấy. Đây. Con 5m thì sẽ là 40k nhá. Đấy. 5m thì sẽ là bằng 40k này. Đó. 7m rưỡi, 7,5m thì sẽ là 50k. Đó. Và 10m thì sẽ là bằng 60k nhá, bằng 60.000. Đấy, 5m 40.000, 7m rưỡi 50.000 và 10m là 60.000. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng dù lỗ nhá. Đây, một con thắt lưng dù lỗ như này. Dùng thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đây, đấy. Thắt lưng dù lỗ như này dùng rất chất lượng nhá. Đấy. Hàng của quân đội, hàng của quân đội nhá. Thắt lưng dù hàng của quân đội như này. Rất là ngon luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con thắt lưng dù lỗ như này. Giá chỉ có cho các bác là đi đây, có cả những cái đai điếc các bác thắt vào này, rất là ngon luôn. Một con thắt lưng dù lỗ như này rất nhiều lỗ nhá. Đấy. Ở đây nó rất là nhiều lỗ luôn các bác, kể các bác bụng bự, mét 2 mét 3 cũng ok hết nhá. Mét 2 mét 3 cũng ok hết. Cái dù lỗ này là bao nhiêu đấy? Thắt lưng dù lỗ này. Giá sẽ là 70k nhá. Lên cho em là thắt lưng dù lỗ này. Giá của nó sẽ là 70k cho một con thắt lưng dù lỗ như này, 70.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mũ ông già nhá. Mũ ông già như này.
giá thì sẽ là 105k nhá, 105k thì cái mũ ông già như này các bác này. Đấy. Con này thì đội rất là ngon, ôm form ôm dáng, đặc biệt là chuẩn bị hết mùa hè sang mùa đông rồi, hoặc là các bác ở trong miền Nam đây các bác. Đó, đội như này. Các bác có thể thắt xuống như này. Đấy, thắt thế này rất là ấm luôn. 105.000 nhá. Ngoài ra thì các bác có thể cho lên như này thì nó sẽ là thành một cái mũ bình thường. Đấy. Cho lên như này các bác thắt dây vào cho em là xong. Thì nó sẽ là thành một cái mũ bình thường. Đấy. Một cái mũ đội bình thường rất là ngon lành luôn. Đấy, khi mà ra ngoài đường hoặc là trời lạnh các bác bịt cái này vào chưa, rất ấm luôn, thắt dây vào thì nói chung là gió lạnh thì chỉ có ở ngoài khóc thôi. Đấy, cái này thì năm ngoái bên em cháy hàng nhá, sớm đi. Đấy các bác có thể mua sớm đi. Đó, giá thì sẽ là 105.000. Lên cho em là mũ ông già nhá, mũ ông già. Giá sẽ là 105.000. Đó. Mũ ông già này. Giá sẽ là 105k nhá. 105.000 cho con mũ ông già như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái sản phẩm mũ rất là đẹp luôn, đó là cái mũ nồi nhá. Đây. Đấy, cái mũ nồi như này. Bên shop về nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu đen. Đấy. Màu nâu và màu đen như này. Đấy, màu nâu màu đen. Thì con mũ nồi này thì giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con mũ nồi như này. Con mũ nồi này cũng đội rất là ngon luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây. Em đội con mũ nồi cho các bác xem này. Đấy. Rất là ngon luôn nhá. Đó. Các bác đội trời nắng trời mưa đều được hết nhá. Trời nắng trời mưa đều được hết. Hoặc là mùa đông thì các bác đội giữ ấm cho đầu của mình cũng rất là tốt luôn. Đó, rất là ngon lành luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là mũ nồi có hai màu, màu đen và màu nâu, hai màu đều đẹp hết, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Giá sẽ là 100.000 cho con mũ nồi như này, 100.000 nhá. Đó, 100.000 cho con mũ nồi như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, ôm form ôm dáng, đấy đầu nào cũng đội được hết nhá. Lên cho em là mũ nồi giá sẽ là 100k, còn mũ ông già là 105.000. Tiếp. Bên shop về cho bác hai cái mẫu đá mài hàng của Nhật nhá. Đấy, đá mài có hai màu, màu đỏ và màu vàng. Màu đỏ này thì độ mịn của nó sẽ là 5.000, 10.000, giá sẽ là 90.000 nhá. Đấy, à, màu vàng này là 5.000, 10.000, giá sẽ là 90.000. Còn màu vàng này thì giá của màu đỏ này của nó thì sẽ là 70.000. Độ mịn của nó thì là 3.000, 8.000. Độ mịn ít hơn thì là nó sẽ rẻ tiền hơn. Đấy, có hai mẫu đá mài như vậy. Thì các bác biết được nhá. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu vòi tưới cây nhá. Đấy, à, vòi phun thuốc sâu. Đây, nó sẽ là cái đầu vòi như này. Đấy, cái đầu vòi như này. Để các bác dùng thì mình phun thuốc sâu rất là tiện luôn, hoặc là tưới cây. Phun thuốc sâu, tưới cây, tưới lan. Đấy, các bác chỉ cần là cho vào ấy nhá, cho vào cái chai thì ở đây nó sẽ bơm không khí này. Đấy, nó sẽ bơm không khí ở đây nhá. Bơm khí vào đây ép vào chai thì các bác bơm này là nó sẽ chảy nước ra thôi. Đấy, có sẵn cho các bác một cái vòi luôn. Có sẵn một cái vòi. Đây, có cái vòi này mình cắm vào chai là xong nhá. Lên cho em là vòi phun thuốc sâu nhá. Vòi phun thuốc sâu. Giá sẽ là 35k. Đó. Vòi phun thuốc sâu 35.000. Vòi phun thuốc 35.000. Vòi phun thuốc này. Vòi phun thuốc giá sẽ là 35k nhá. 35k. Lắp thẳng vào cái về nhà có cái gen này các bác xoáy vào cho em là chai Coca này, hoặc là các cái dòng chai nhựa, chai nước ngọt đều được hết. Sau đó thì mình bóp ở đây nó có đầu bét để các bác chỉnh lượng nước này, rất là ngon lành luôn. 35.000 thôi. Đấy, rất là tiện nhá. Đấy, 35.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên em về cho các bác đó là bên shop về cho các bác một cái con máy này. Đó. Con này nó sẽ là một cái dòng đây. Máy xay tiêu nhá. Đây nó sẽ là một con máy xay tiêu tự động các bác nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là sử dụng 6 quả pin con thỏ nhỏ như này. Bên em bán là không có kèm pin đâu. Đấy, 6 quả pin con thỏ nhỏ về nhà các bác lắp pin vào cho em này. Sau đó thì mình lắp cái phần này vào này. Đấy, lắp cái phần này vào. Đây, ở đây thì nó có cái mũi tên này các bác sập vào cho em này. Và cái phần thủy tinh này là để các bác lắp tiêu vào đây nhá. Lắp tiêu vào đây. Đó, các bác cho tiêu vào đây cho em. Cho tiêu vào phần thủy tinh này và nó sẽ chảy xuống đây và nó sẽ xuống cái đầu có đèn này. Thì nó sẽ là hàng tự động không nhá. Bình thường các bác để đứng như này thì nó sẽ không chạy này. Các bác lật nghiêng như này là tiêu nó rơi xuống và nó sẽ tự xoay và tiêu nó sẽ văng ra ngoài này. Rất tiện luôn. Đấy, khi nào các bác dùng nhá, khi nào các bác ăn thì các bác chỉ cần là nghiêng như này thôi là nó sẽ tự xoay và nó chảy ra ngoài. Thì lúc nào nó cũng giữ được mùi hương, hương vị thơm và ăn đến đâu xay đến đấy. Nghiêng như này là nó sẽ rơi ra này. Đấy, dựng đứng lên là nó tắt này. Nghiêng này nó sẽ tự xay nó rơi ra. Đó. Con này thì giá chỉ có 80 cành thôi. Đấy, một con máy xay tiêu chất lượng như này. Đấy, bên trên thì bằng inox, bên dưới bằng thủy tinh nhá. Máy xay tiêu giá sẽ là 80k cho con máy xay tiêu như này nhá, 80.000. Đây, các bác xem cái video thực tế của em luôn. Đó. Em sẽ có video thực tế cho các bác xem nhá. Trong dịp Tết của cái
đẹp với động cơ dùng gió pin mạnh mẽ, máy có thể xay nhuyễn các loại gia vị khó nhằn như muối hột một cách dễ dàng đấy, và nhanh rất chóng. Là ngon luôn sử các nhá. Dễ dàng, thao tác cực đơn giản, chỉ cần cho gia vị cần xay vào trong ổ đun và lắp vào thân máy. Khi đấy các bác cho gia vị vào cho em này, sau đó thì lật nghiêng lên là tự nó sẽ đẩy tiêu ra này. Nếu máy ngừng hoạt động thì chỉ cần để máy thẳng đứng lên, gia vị cho ra thì nhuyễn đấy. Đều không phải tốn quá nhiều thời gian và công sức, mọi người có thể tham khảo ở dưới giỏ hàng nhé. Đó, đây. Đây ở đây họ đang bán là tới 229.000 này các bạn, 229.000 mà bên shop em bán chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 thôi nhá. Đây. Đấy. Máy cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, lật nghiêng này là nó sẽ xay này, có cả tia cực tím để khử khuẩn các thứ luôn, rất là an toàn nhá. Đấy. Giá chỉ có 80 cành cho một con máy xay tiêu này thôi. Tiếp theo thì bên shop có một số mã thanh lý này. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là con hút bụi thảm này. Đấy, con hút bụi thảm. Con này bên em đang bán là 280.000. Đấy, con này thì nó sẽ là mất hộp, thanh lý cho các bác với giá đó là 150.000 nhá, 150.000, hàng bị mất hộp nhá, hàng mất hộp thanh lý 150.000. Còn con này bên em đang bán nguyên bản của nó sẽ là 280.000 cho một con máy hút bụi giường như này. Đấy, hút rất là khỏe luôn các bác nhá. Hút rất là khỏe luôn. Đó, con này bán thanh lý 150.000 này. Tiếp theo thì bên shop có con máy cạo râu Zandu này. Con này thì em đang bán với cái giá đó là 90.000, con này thanh lý nốt cho các bác. Đấy. Hàng này thì thanh lý cho các bác cái giá đó là 50.000 nhá, 50.000 cho con cạo râu Zandu thanh lý này. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là một cái con sạc không dây này, hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, hãng RAV Power này, đó. Hàng này thì sạc không dây các bác chỉ cần cắm nguồn mà cho em, sau đó thì đặt cái điện thoại lên đây. Đấy, đặt điện thoại lên đây là nó sẽ tự sạc nhá. Con này thì giá thanh lý cho các bác con này là 250.000. Thanh lý cho bác 150.000 cho con sạc không dây như này, hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, sạc không dây thanh lý nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con đèn đọc sách này. Đấy, đèn đọc sách như này là bằng cảm biến này các bác này. Đấy, cảm biến như này, có 1 2 3 chế độ như này nhá. Lên cho em là đèn đọc sách này. Con này là 150.000, cũng thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 100.000 cho con đèn đọc sách như này. Có một con duy nhất thôi, có 3 chế độ sáng. Các bác kẹp vào quyển sách như này cho em, sau đó thì mình gặp vào như này. Đấy, các bác nhào có tí tuổi rồi thì dùng con này rất là thích. Đấy, giá sẽ là 150.000 cho con đèn đọc sách như này nhá. Và một cái bộ củ sạc như này nhá, bộ củ sạc của Samsung Type-C như này. Đấy, thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 30.000 cho cái bộ củ sạc như này, bao gồm cả củ cà dây như này, 30.000 các bác nhá, 30.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái chuông cửa chuông báo trộm nhá, chuông báo trộm. Đấy. Con này thì các bác chỉ cần bật lên cho em này. Đấy, bật lên. Đấy, mình để như này, bình thường thì nó sẽ là không kêu, và khi mà mình tách rời nó ra thì nó sẽ kêu các bác nhá. Đấy, nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Ở đây thì nó sẽ sử dụng cái quả pin, về nhà các bác lắp tháo cái phần cản pin này ra cho em này. Ở đây nó sẽ có cái phần cản pin, tháo ra cho em. Đó, tháo ra. Đấy, và các bác sử dụng thôi. Đấy nhá, các bác để vào như này này. Để vào này thì nó sẽ không kêu này. Đấy, bật lên cho em này. Đấy, để này thì sẽ không kêu. Bỏ ra nó sẽ hú này. Đó. Đấy. Thì khi mà mình dán vào hai cái mép cửa nhá, dán vào hai mép cửa. Đó, buổi ban đêm trộm nó chỉ cần là kéo cửa ra cái là nó kêu luôn. Đấy. Rất tiện ích luôn các bác nhá. Kêu rất là to luôn. Đó. Thì khi mà trộm nó thấy cái tiếng kêu này là nó sẽ bỏ đi luôn. Đó. Thì lên cho em là chuông báo trộm nhá, chuông báo trộm. Giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 30.000 cái chuông báo trộm như này nhá. Lên cho em là chuông báo trộm, giá sẽ là 30k cho cái chuông báo trộm như này, 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái găng tay thức ăn này. Đấy. Một hộp này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc, chất liệu của nó là ni lông lụa nhá. Ni lông tinh lụa. Đấy. Rất là mềm và dẻo dai. Thì tay đàn ông của em to như này mà đi cũng vẫn vừa hết nhá. Và rất là ôm tay luôn, thì các bác cứ đi vào cho em là xong. Đó, các bác đi chậm rãi vào cho em là xong. Đó đây các bác này. Đấy. Ni lông lụa rất là ôm tay luôn, thì các bác có thể dùng để mình bóp nem bóp nộm làm thực phẩm làm thức ăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 thôi. Găng tay thức ăn giá sẽ là 20k này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khăn mặt này. Khăn mặt một bịch này của nó sẽ là 10 chiếc. Giá sẽ là 55.000 nhá. 55k cho một bịch 10 chiếc như này. Và mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba cái nhá. 20.000 cho 20k. 20k là được ba cái thôi. Còn 55.000 một chục luôn. 55.000 một chục các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn thiếc nhá. Mỏ hàn thiếc. Tên cho em là mỏ hàn thiếc xanh này. Mỏ hàn thiếc xanh như này. Công suất của nó sẽ là 60W, có điều chỉnh nhiệt độ nhá. 60W có điều chỉnh nhiệt độ cho các bác luôn. Đấy, và có kèm cho các bác là một bộ mũi thay này, một cái quận thiếc và một hộp nhựa thông như này, combo đầy đủ cho các bác. Giá thì sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Lên cho em là mỏ hàn
Mỏ hàn thiếc giá sẽ là 100k nhá, 100k cái bộ mỏ hàn thiếc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mũ này. Đầu tiên thì nó sẽ là mũ đại bàng nhá. Có mũ đại bàng này thì giá của nó sẽ là mũ đại bàng bao nhiêu nhỉ? 90.000 thì cái mũ đại bàng như này nhá. Đấy, mũ đại bàng này, hàng của Mỹ nhá, hàng của Mỹ, mũ đại bàng rất là đẹp luôn, 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là cái mũ xanh và mũ dàn di nhá. Mũ xanh và mũ dàn di. Đấy, hàng đều của Mỹ hết. USA của Mỹ này. Mũ xanh và dàn di này thì đều giá của nó sẽ là 65.000 nhá. 65.000 một chiếc. Đấy, còn mũ đại bàng thì nó sẽ đắt hơn một chút. Mũ đại bàng thì 90.000. Còn mũ xanh và mũ dàn di thì đều là 65.000 một chiếc nhá. Các bác lấy mũ nào thì lấy nhá. Đó. Hàng thì đội ôm form ôm dáng rất là đẹp luôn. Hàng của quân đội Mỹ, USA. Đấy, USA Army. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái gấp nóng này. Đấy, cái này thì các bác gấp thực phẩm, gấp thức ăn, chiên, rán, xào, nấu đều được hết. Giá thì sẽ là 30.000 cho cái gấp nóng như này. Đấy, lên cho em là gấp nóng, giá sẽ là 30.000 nhá. 30.000. Đấy, hàng bằng inox 304 dày dẫn chắc chắn. Giá thì chỉ có 30.000 thôi. 30.000 cho cái gấp nóng như này các bác nhá. 30.000. Để các bác gấp chiên, rán, xào, nấu, rán cá lên chiếc. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Đấy. Đồng hồ đo vôn ampere này, các bác về chỉ cần bật lên cho em là xong. Đấy. Đồng hồ vôn kế nhá, lên cho em là đồng hồ vôn kế. Con này thì các bác đo vôn, đo ampere rồi đo các kiểu đo được hết nhá. Đấy. Con này thì giá chỉ có 100 cành thôi, 100.000. Có sẵn tích hợp pin cho các bác rồi, sẵn tích hợp pin rồi. Đó, và có cả đầu đo như này. Về nhà các bác đo vôn, đo ampere các thứ đều ok hết, giá chỉ có 100 cành thôi. Lên cho em là đồng hồ vôn kế nhá, đồng hồ vôn kế. Giá sẽ là 100.000. Đấy, có sẵn dây đo các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đồng hồ vôn kế giá sẽ là 100k nhá. 100.000 cho con đồng hồ vôn kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nên giờ cho vào đây à. Lên cho em là bộ gắp bát đĩa nhá. Đấy, bộ gắp bát đĩa. Combo cho các bác sẽ bao gồm cho các bác là 3 món này. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một cái gắp như này. Đấy, một cái gắp này các bác có thể kẹp vào bát, kẹp vào đĩa thì mình ngửa lên, kẹp bát thì mình úp xuống này. Còn cái này chuyên để gắp đĩa này, gắp đĩa và gắp cái khay nóng hấp này. Đó, và có cho các bác là hai cái lót tay như này nữa nhá, hai cái lót tay này nữa. Giá thì sẽ là 50 cành cho cái bộ gắp bát đĩa như này. Cái kia là gắp nóng, còn cái này là gắp bát đĩa nhá. Đấy, thì con này sẽ là đa di năng hơn. Lên cho em là bộ gắp bát đĩa, giá sẽ là 50.000 cho cái bộ gắp bát đĩa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đó, các bác dùng tay như này thì rất dễ đổ vỡ nhá. Đấy, gắp bát gắp đĩa rất là ngon lành luôn. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó, bộ gắp bát đĩa giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái các bác lên cho em đó là đầu, các bác lên cho em là đầu phun thuốc nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái xi lanh như này để các bác bơm này. Đó, về nhà các bác có chai Coca, chai nước lọc rồi các cái loại chai đều vừa hết. Cái gioăng này nó là gioăng phổ thông nhá, cái gen này là gen phổ thông vừa hết luôn. Các bác chỉ cần là xoáy vào cái đầu cái gen cho em, đầu cái chai Coca, chai 7 áp cho em, sau đó thì mình sử dụng thôi. Đây nó sẽ có đầu bét để các bác điều chỉnh để mình tưới cây phun xương này. Đó, giá sẽ là 35.000. Các bác khỏi phải mua một cái bình to rất là bất tiện nhá. Đấy, phun thuốc trừ sâu này, tưới hoa, tưới lan đều được hết nhá. Đấy, lên cho em là đầu phun thuốc nhá, đầu phun thuốc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 trong cái đầu phun thuốc như này. 35k trong cái đầu phun thuốc như này, rất là tiện luôn. Đấy, giá chỉ có 35k thôi. Về nhà lúc nào mà các bác lắp vào cái chai Coca. Đấy, đây các bác này, về nhà các bác lắp vào cái chai Coca cho em. Đó, cái chai Coca này là vừa in luôn. Đấy, xoáy vào. Sau đó thì mình bóp như bình thường. Đó, đẩy như bình thường để lấy khí này. Sau đó thì mình xịt thôi. Đấy, các bác thấy chưa? Xịt tưới cây rồi phun thuốc trừ sâu thì nó rất là tiện. Đó, rất là tiện luôn. Đầu bét có thể điều chỉnh này. Các bác chỉ cần mua mỗi cái đầu vòi này của em là xong. Mua mỗi cái đầu vòi này thôi, nó tiện lắm. Về nhà sau đó thì về nhà các bác lắp luôn một cái chai Coca, nó tiện hơn nhiều. Mà giá thì ưu đãi hơn, chỉ có 35.000 thôi. Bây giờ nếu mà các bác mua một cái cả một cái bình tưới cây, nó sẽ mất thằng 100.000 đến 200.000. Đấy, mà đã không tiện ích. Còn cái này nhỏ gọn, các bác dùng xong thì mình có thể cất đi. Đó, rất tiện luôn. Đấy, một cái đầu phun thuốc như này. Lên cho em là đầu phun thuốc, giá sẽ là 35.000 nhá. 35.000. Đầu phun thuốc này, 35k thôi. Đầu phun thuốc, giá rất ưu đãi cho bác luôn. Đầu phun thuốc, giá sẽ là 35k nhá. 35k cho cái đầu phun thuốc như này. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Chào các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là mùa hè rất là nóng bức, và các bác nên mua cho mình một cái quạt xanh như này nhá.
quạt xanh tích điện giá thì chỉ có 55.000 cho một con quạt xanh tích điện như này thôi, có kèm cho các bác một cáp sạc này đó. Con này thì 55.000 và nó rất là tiện ích nhá các bác, đề phòng khi mình mất điện này. Đấy. Đề phòng khi mình mất điện hoặc là nói chung là đa di năng luôn. Đây, nó có công tác có 3 số luôn. 1 2 3 này, đấy, 1 2 3, nó sẽ có 3 số như này. Đấy, và các bác có thể nâng lên tụt xuống này, đấy, nâng lên tụt xuống rất là ngon luôn. Đó, và ngoài ra thì các bác có thể là gấp gọn như này, gấp gọn này. Rất là tiện luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 55.000 nhá. Công tắc tắt vào từ đây. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt xanh, giá sẽ là 55.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bật lửa Zippo thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá, màu vàng và màu bạc như này. Màu vàng và màu bạc như này. Hàng của Mỹ, USA này. Đó, USA, hàng của Mỹ nhá. Made in USA các bác này. Đó, made in USA, hàng của Mỹ. Đó, bật lửa Zippo cực kỳ là ngon luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 nhá. 95k. Đó. 95k cho con bật lửa Zippo như này. Giá thanh lý cực rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bếp ga mini nhá. Bếp là người ga mini 100.000 đó. 100.000 thì bếp ga mini như này các bác dùng thì mình mang đi du lịch đi phượt này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy. Đấy, đi du lịch đi phượt. Rất là đẹp nhá. Đó, các cái phần kết nối đều bằng đồng hết này, kết nối ga bằng đồng hết. Đây là cái phần chân đế của nó này. Đó, chân đế của nó đây. Rất tuyệt vời luôn. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên cho em là bếp ga mini, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con bếp ga mini như này, nhỏ gọn tiện lợi, đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con bếp ga đơn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 190.000. 190.000 cho con bếp ga đơn như này. Con này thì cũng rất là tiện này. Đấy, đánh lửa tự động này. Đấy, lắp bình ga đây cho em. Đó. Rất là dày dẫn chắc chắn nhá, rất dày dẫn chắc chắn. Thì con này các bác có thể dùng để mình đun ở phòng trọ này, đun ở nhà này, rồi nói chung là ăn lẩu ăn liếc được. Nhà bác nào mà hay ăn lẩu dùng bếp ga, đấy, nguồn điện yếu dùng bếp ga thì mua cái này chưa. Bếp ga đơn 190.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái nước hoa khô, giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Đây sẽ là một cái dòng nước hoa Nhật cực kỳ thơm luôn, đấy. Nước hoa Nhật cực kỳ là thơm nhá. Bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị, cái giá của nó rất là hạt rẻ luôn các bạn. Giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 30k cho một cái 30k trong cái hộp nước hoa này thôi. Đấy. Giá rất hạt rẻ, giá rất tốt để trân trọng gửi tới các bác này. Đấy. 30k trong một hộp bao gồm là 4 hộp nhỏ bên trong. Đấy. Nó sẽ có 4 hộp nhỏ bên trong như này các bác này. Đấy. Và nó thuộc dòng là sáp khô như này. Sáp khô này các bác này. Đấy. Các bác có thể bôi trực tiếp lên tay này này. Đấy. Đấy. Rất thơm luôn nhá. Lên tay, lên nói chung là lên đâu cũng được, rất là tiện. Đấy, nước hoa khô nhá. Giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, đẩy ra này mình bôi sập vào này. 30.000 cho 4 hộp nước hoa thơm như này nhá. Đấy. Lên cho em đó là nước hoa khô nhá. Giá sẽ là 30k cho một hộp như này. 30k cho một hộp nước hoa thơm như này thôi nhá. 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lọ xịt bếp nhá. Đấy, cái này để các bác xịt bếp này. Đấy, khi các bác xịt ra thì nó sẽ là dạng kem trắng như này các bác này. Đấy, kem trắng như này thì giúp cho các bác là tẩy rửa vệ sinh bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là tốt luôn. Đấy, đặc biệt là bếp nhá, các vết dầu mỡ, vết bám nhá. Giá thì sẽ là 50k cho một lọ xịt bếp như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Lên cho em là xịt bếp, giá sẽ là 50.000, chuyên tẩy dầu mỡ các thứ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cọ nồi nhá. Các bác lên cho em là cọ nồi. Thì con này dùng rất là tiện. Thứ nhất là không bị bong các cái phần dây thép ra nó ảnh hưởng nhá. Thứ hai các bác dùng để mình chà cọ khi rửa không cần phải động tay vào xà bông nhá, và các bác có thể cho xà bông trực tiếp ở đây luôn. Đấy, thì cọ đánh rửa cho trực tiếp ở đây dùng rất tiện. Giá sẽ là 15k thôi. 15k trong cái cọ nồi như này. Lên cho em là cọ nồi 15k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy hút thổi bụi nhá. Con này thì nó sẽ là chạy bằng điện. Công suất của nó sẽ là 1.000W luôn. Đấy, 1.000W, con này chạy cực kỳ khỏe luôn. Đây. Con này thì dùng thì thôi rồi luôn các bác nhá. Dùng rất là đã luôn. Cả hút cả thổi luôn. Giá sẽ là 260.000. Đó. 260.000 cho con hút thổi bụi như này thôi. Giá sẽ là 260.000 các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái viên thuốc dán nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp thuốc dán. Một hộp này của nó là 12 viên.
Đấy, đây nó sẽ có cái hộp ở bên trong này, nó là dòng cái này, nó là dòng viên này, nó là viên viên một hộp như này, và viên của nó là viên thuốc sinh học nhá, cực kỳ là an toàn luôn đó, và không không độc hại nhá. Đấy, một hộp này là 12 viên và giá thì bên shop đang gửi tới các bác thì giá đó là 50.000, 50k trong hộp cái này, hàng nội địa của Nhật, made in Japan luôn nhá, made in Japan, hàng nội địa của Nhật luôn đó, thuốc dán toàn chữ Nhật hết này. Cái này nó sẽ diệt là dán mẹ, dán con này, tổ dán này, rồi trứng dán luôn nhá. Đấy, đầy đủ luôn. Đấy, các loại dán luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn phễu nhá. Giá thì chỉ có 95.000 trong con đèn phễu này thôi, siêu sáng luôn, có dây đeo này, có cáp sạc này và có báo pin này, có báo pin, có sạc ra cho điện thoại, đầy đủ luôn. Đấy, rất sáng quá đây. Đó, rất sáng luôn. Đây. Đây các bác quan sát này. 95.000 một con đèn sáng kinh khủng luôn. Đó, có 3 chế độ nhá. Đó, sáng mạnh, sáng vừa này, và nhấp nháy này. Sáng lắm các bạn. Đấy. Rất sáng luôn nhá. Giá của nó sẽ là 95.000. 95.000 cho con đèn phễu này thôi. Lên cho em là đèn phễu giá sẽ là 95k nhá. 95k cho con đèn phễu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn dây sạc nhanh nhá, hàng của iPhone sẽ bao gồm cho các bác là một dây. Đấy, một dây và một củ như này. Một dây và một củ như này. Hàng của iPhone dùng để sạc nhanh nhá. Dây sạc nhanh iPhone. Giá thì siêu rẻ đâu. Chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho một cái dây sạc nhanh iPhone như này nhá. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Tiếp theo thì em về cho bác cái ép tỏi này. Con này thì dùng rất là tiện rồi. Hàng thương hiệu Winling của Đức, hai hình người, inox 304. Đây. Đấy, các bác cho tỏi, cho hành vào đây, mình chỉ cần ép phát này là nó sẽ ra đầu này luôn. Rất là tiện luôn. Ép tỏi giá của nó sẽ là đi 100k cho con ép tỏi như này, 100.000 cho con ép tỏi này nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kẹo sâm Hàn Quốc này. Kẹo sâm Hàn Quốc này, một bịch này của nó thì sẽ là 5 lạng. Giá sẽ là 90k cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc như này. Hàng của thương hiệu của Hàn Quốc, made in Korea. Đó. Nguyên 100% là sâm tự nhiên. Dùng thì cực kỳ là thơm luôn. Đấy, tập đoàn Samsung này. Đó. 100% Hàn Quốc chính hãng nhá. Đấy. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có cho các bác là đi 90.000 thôi. Đấy. Rất chất lượng luôn. Đó, hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Korea. Đây, Korea, made in Korea. 90k cho một gói như này nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái súng xịt rửa xe nhá, súng xịt rửa xe. Đây là cái đầu lắp của nó này, về nhà các bác kết nối vào này. Đấy, và đây là cái đầu súng này. Và các bác xoáy cái này thì nó sẽ ra nhá. Súng xịt rửa xe 150k. 150k thì cái súng xịt rửa xe như này thôi nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá, dung tích là 1,5 lít. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ nha, màu rất đẹp luôn. Bên shop về thì nó sẽ có mấy màu, màu xanh, màu đỏ, các màu luôn. Hàng quân đội Mỹ, dung tích là 1,5 lít, inox 304, giữ nóng 24 giờ, giữ lạnh 24 giờ. Cái nắp này dùng để làm cốc uống nước được luôn. Đó. Rất chất lượng nhá. Bình nhiệt quân đội Mỹ, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Bình nhiệt quân đội Mỹ như này, giá của nó sẽ là 190.000 nhá, 190.000. Bình nhiệt quân đội Mỹ 190.000. Tiếp theo thì lên cho bác cái mã đài FM, 260.000 cho cái đài FM như này. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đây, nó sẽ làm con đài rất là ngon luôn. Đấy, cho em chế độ FM như này nhá, sau đó thì bật lên này. Đấy. Đấy. Đấy, các bác chỉ cần là dò tần sóng này này. Đấy. Rất là tiện luôn nhá. Giá thì rất hợp lý các bác nhá, chỉ có cho các bác là đi một con đài FM này 260.000 thôi. Đây các bác này. Đấy. Hàng thì sẽ là hàng của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan này. Đó, có pin, có cáp sạc đằng sau đầy đủ này. Đó, hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Đó. Hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa từ khi sử dụng sản phẩm đã luôn. Đấy, các bác dò đây xem này. Đó. Rất tiện ích luôn. Sử
Con này thì ngoài chức năng là đáy FM này, nó còn có các cái chức năng khác như là các bác có thể bắt MP3 để nghe nhạc rất là ok đấy, và Bluetooth này, kết nối này, đấy, kết nối các giác nữa này, và có đồng hồ này, có đồng hồ. Về có đồng hồ, các bác chạy đồng hồ thì tháo cho em cái lót này ra. Đó, để lên xuống là đồng hồ chạy. Tiện ích lắm. Đó, rất đa di năng luôn nhá. Đây điều khiển đồng hồ ở đây này. Đó, chỉnh giờ đằng sau này. Rất tiện luôn. 260.000 lên cho em là đáy với em nhá. 260.000 một con đáy với em này. Được, ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhá. Đó, cho em xin một nút like để lấy tương tác và đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa cây nhá. Đấy, bật lửa cây. Nó có cái lẫy khóa ở đây này, các bác gạt cho em cái lẫy khóa này thì mới sử dụng được nhá. Đó, có cái lẫy khóa ở đây. Các bác phải gạt cái lẫy khóa này thì mới sử dụng được này. Đẩy cái lẫy khóa lên cho em này. Đó, đây. Coi thấy không? Đó. Và cái phần này là tăng giảm lượng ga này, tăng giảm lượng ga đây, lẫy khóa đây. Đấy, ấn cái lẫy khóa này xuống này. Đó. Đây. Giá thì sẽ là 40k nhá. 40k lên cho em là bật lửa cây. Giá của nó sẽ là 40k cho con bật lửa cây như này, 40.000 các bác nhá. Bật lửa cây. Giá của nó sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao chặt 1 cân này, 230.000. Bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Dao chặt 1 cân nhá, 230k. Con này thì hàng nội địa của Nhật, made in Japan con này. Bản dày 5 ly. Đấy, cán liền thân, có ốp đinh đồng như này, rất đẹp, dày dẫn chắc chắn. Chiều dài của lưỡi thì khoảng 23 cm. Tổng chiều dài của dao thì trên 30 cm. Con này thì chặt xương trâu, xương bò, gà cá đều ok hết nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chổi. Cái này là cái gì? Các bác lên cho em là chổi sắt bao nhiêu đây? Các bác lên cho em là chổi thép, giá của nó sẽ là 20k nhá. Đấy, lên cho em là chổi thép này. Chổi thép giá của nó sẽ là 20k này, cái chổi thép như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 20-25 cm. Các bác có thể dùng để đánh kỳ cọ, son, nồi, rồi vệ sinh các cái phần bề mặt đều ok hết nhá. Đầu của nó bằng thép như này. Đấy, và rất là nhiều các cái sợi thép như này nhá. 20.000 thôi, lên cho em là chổi thép 20.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là con dao thái lỗ nhá. Con này thì cũng là hàng của Nhật này, made in Japan này. Đấy, lên cho em là dao thái lỗ, giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Chiều dài của dao thì cũng vào khoảng là 28-30 cm. Đấy, và hàng cũng là hàng đúc liền thân như này, đánh nhám chống dính nhá. Đấy, con này thì siêu bén luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là một con dao thái của Đức nhá. Dao thái Đức như này. Đó. Đây. Dao thái của Nhật các bạn, con này thì là nó sẽ là dao thái của Nhật các bạn này. Đấy. Hàng của thương hiệu Kai made in Japan các bạn này. Đó, Kai made in Japan đây. Con này thì các bác lên cho em là dao dao thái Nhật nhá. Dao thái Nhật giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con dao thái Nhật như này các bạn này. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có còn cho các bác cái con dao đó là con dao gọt hai nhá. Con này thì bên em lên nó là dao gọt hai. Nó cũng giống như con dao thái Nhật thôi. Đấy, con này thì cũng là hàng của Nhật và của thương hiệu Wabo. Hàng thì những cái dòng dao gọt này thì siêu bén luôn các bác này. Đấy, dao gọt này thì nó là dòng siêu bén rồi các bác nhá. Đấy, siêu bén các bác này. Đó. Lên cho em là dao gọt hai, con này thì giá thanh lý cho các bác với giá đó là 60k nhá. Lên cho em là dao gọt hai, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là khóa Đức nhá. Một cái bộ khóa Đức như này bao gồm cho các bác là 4 chìa luôn. 4 chìa như này và chìa tròn chống cắt chống trộm. Giá sẽ là 130k nhá. Lên cho em là khóa Đức 130.000, hàng made in Germany. Đấy, khóa Đức 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khóa chống trộm nhá. Con này thì nó sẽ có còi hú luôn. Đấy, khóa còi hú chống trộm. Và con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con khóa còi hú chống trộm như này. Đấy, có còi hú chống trộm luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là hai cái khò ga nhá. Thì cái khò ga trắng này giá của nó sẽ là 50k cho con khò ga trắng như này. Đấy, còn con khò ga đại hàng của Kabushi made in Japan thì con này sẽ là 90k nhá. 90 thôi. Giá đợt này thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi nhá. Đấy, trước em bán 120.000, đợt này giá thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em là khò ga đại nhá. Khò ga đại 90.000, khò ga trắng 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nạo lưỡi nhá. Các bác lên cho em là nạo lưỡi này. Con này giá thanh lý cho các bác chỉ còn là 15.000 thôi. 15k cho một cái bộ nạo lưỡi như này. Chất liệu bằng inox 304, dày đẹp, chắc chắn, sáng bóng đẹp. Các bác dùng để vệ sinh lưỡi, vệ sinh răng lợi rất là ok. Đấy, các bác đưa vào các bác nạo này cho em này. Đấy, nạo này cho em. Lên cho em là nạo lưỡi nhá. Giá thanh lý 15k. 15k cho cái nạo lưỡi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lấy giấy tai bằng lấy dây tai đèn nhá. Đây nó sẽ là một cái bộ lấy dây tai như này.
và đầy đủ phụ kiện cho các bác nhé, có pin, có đèn báo, các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà thì các bác lắp pin nó biết vào đây cho em. Đó, và đây nó sẽ là các cái đầu lấy dây tai này. Đấy, đầu này thì đầu gấp và có đèn luôn. Đây, cái đầu gấp của nó này. Đấy, có đèn báo hết các bác nhá. Đây, có đèn này các bác này. Đấy, có đèn. Thì các bác đưa vào các bác gấp cho người già trẻ em này. Đấy. Thì đây ví dụ như đây nó sẽ có đèn sáng như này này. Thì khi các bác tương tác các bác làm nó rất là tiện luôn. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái bộ lấy dây tai đèn như này. Lên cho em là lấy dây tai đèn, giá của nó sẽ là 60k cho một bộ như này nhá. Đấy. Dây tai đèn này, đó, dây tai đèn. Dây tai đèn nhá, giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000 cho cái bộ lấy dây tai đèn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao đây, nó sẽ là một con dao thái như này. Đấy, con dao thái. Dao thái nhọn nhá. Đấy. Con dao thái nhọn thì giá của nó sẽ là 175.000 cho con dao thái nhọn như này. Con này thì cũng khá là bén luôn, rất là bén các bạn. Hàng của thương hiệu Wattbo nhá. Hàng thương hiệu Wattbo rất bén luôn các bạn này. Đó. Bén lắm các bạn. Đấy, dọc dây bóng như này các bác biết rồi. Con thái nhọn, giá của nó sẽ là 175.000 cho con dao thái nhọn như này, chiều dài khoảng 30 cm. Lên cho em là dao thái nhọn nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con dao thái vuông nhá. Đấy. Đây, thì nó sẽ là vuông hơn một chút, còn con kia nó nhọn hoắt, còn con này nó vuông hơn một chút như này. Đấy. Thì con này sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao thái vuông như này. Nếu các bác mua cả đôi thì giá sẽ là 350 nhá. 350 và bên em bao ship cho một đôi dao. Đó, một con thì đầu nó hơi nhọn hơn một chút và một con đầu vuông nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn. Đấy, kéo tôn trợ lực, con này thì nghiêng 45 độ và có phần trợ lực như này. Bó vào luôn. Đấy, nghiêng 45 độ và có phần trợ lực như này, rất là ngon lành cho các bác luôn. Kéo tôn nhá, kéo tôn trợ lực giá sẽ là 160.000. 160k nhá, 160k cho con kéo tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dòng búa đinh nhá, búa đinh. Thì bên em về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, búa A1 và A2. Đấy, búa A1 và A2 các bác nhá. Đó. Sẽ có hai mẫu như này. Đó, đây các bác này nhá. Đó. A1 to và A1 nhỏ và A2 là to nhá. A1 nhỏ thì giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho con A1 nhỏ như này. Con này thì nặng khoảng 3 lạng nhá. Đó, 3 lạng và chiều dài của nó thì khoảng 25 cm. Còn con này thì nặng khoảng 5 6 lạng. Đấy, con này thì sẽ là 130k nhá, 130k. Đấy, con này sẽ là A2 nhá. Con này là A2 này. A1 nhỏ, A2 to. Đấy. Con A1 này thì nó sẽ nhỏ hơn một chút. A1 nhỏ 90.000, A2 to 130.000 nhá. A2 to 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lọc rác inox, con này sẽ là 15k nhá. 15k cho cái lọc rác inox như này. Các bác đặt cái phần chậu rửa ấy thì nó sẽ hứng cho các bác sạch bẩn rác rồi cơm nước các thứ nó lọt trong này là nó hứng cho các bác luôn, rất tiện ích nhá. Đấy, giá sẽ là 15k. Tiếp theo thì sẽ là một con cưa lách này. Con cưa lách này thì giá của nó sẽ là 40.000 cho con cưa lách như này. Hàng thương hiệu Kabushi Japan. Phần lưỡi của nó dài khoảng 25 cm, cả cưa thì nó sẽ dài khoảng là từ 35 đến 40 cm. Đó, cưa lách giá sẽ là 40k cho con cưa lách như này nhá, 40.000, giá siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hít cửa nhá. Đấy, con này thì vừa hít vừa chống sốc luôn. Đó, thì nó sẽ hít vào tường gạch men là nó sẽ hít vào luôn này. Thứ hai là chống sốc, các bác có đẩy cửa để kiếc nó khỏi kêu nhá. 15k cho một chiếc như này và mua 5 thì tặng 1 nhá. 15.000 cho một cái hít cửa như này, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm nước nhá. Đấy, kìm nước như này. Độ mở của nó là lên tới 68mm nhá, gần 7 cm. Thì các bác dùng các cái loại ống nước là đều ok hết nhá. Các ống nước cơ bản thì cũng chỉ đến 68 70 thôi, ống 68 ống 70 thôi. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một con kìm. Con này bên em đang bán là 80.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 55k thôi. Lên cho em là cà lê nước nhá. Cà lê nước chuyên dùng cho đồ nước, giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho con cà lê nước như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá. Dây câu bình như này. Hàng rất to đẹp luôn, đầu kết nối vào đều bằng đồng hết nhá. Dây lõi đồng, đầu kết nối bằng đồng. Giá chỉ có 180.000 thôi. 180.000 cho bộ dây câu bình như này nhá. Đấy, 2000 mAh. Lên cho em là dây câu bình, dây lõi đồng hết. Dây câu bình 180k các bác để vào trong ô tô nhà mình. Ví dụ như ô tô có trục trặc này, có hết pin hết điện thì bình sạc không được thì các bác sử dụng con này cho em, sau đó thì câu từ cái ô tô khác sang, gọi một cái ô tô khác đến và câu sang là xong. Giá sẽ là 180.000 các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ kìm các bác này. Đấy, cái bộ kìm thì đây. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là kìm đen. Đấy, kìm con này thì trước nó về màu đỏ như này. Đấy, cho nên bên em lên nó là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ nhưng mà đợt này thì nó về thêm cả cái màu xám này nữa này. Đó,
màu xám ấy nữa. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 100.000 tròn à. 100k cho con kìm đen à, kìm đỏ này nhá. Đấy. Em gọi nó là kìm đỏ, trước em vẫn lên là kìm đỏ rồi. Lên cho em là kìm đỏ 100k nhá, kìm đỏ 100.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả giá của nó sẽ là bao nhiêu? Trước bên em bán là 50.000 cho cái bộ xiên hoa quả như này, bao gồm 10 chiếc. Đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 40.000 thôi. 10 chiếc như này. Đấy, 10 chiếc xiên hoa quả như này. Các bác dùng để mình xiên hoa quả rồi, nói chung là đa di năng luôn. Lên cho em là xiên hoa quả. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một cái bộ như này, bao gồm 10 chiếc. Thì về các bác có thể dùng để mình ăn hoa quả, ăn trái cây rồi, nói chung là xiên thịt, xiên cá cũng đều ok hết nhá. Xiên hoa quả giá sẽ là 40.000 cho cái bộ xiên hoa quả như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kim kìm bạc FO nhá, kìm bạc FO giá sẽ là 180.000 cho con kìm bạc FO như này. 180k nhá, 180k cho con kìm bạc FO. Hàng đa di năng luôn. Hai con này thì đều là giống nhau nhá. Hai con này đều là giống nhau. Đấy, nhưng mà chất lượng thép nó tốt hơn thì giá nó sẽ đắt hơn một chút nhá. Đó. Và con kìm bạc này thì nó sẽ dài hơn một chút. Đó, dài hơn một chút thôi chứ còn đều là hàng đa chức năng hết. Cắt dây, tuốt dây, bấm cốt đầy đủ nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái xi đánh giày nhá. Giá sẽ là 40.000 nhá, 40.000 cho một hộp xi đánh giày như này, có màu đen và màu nâu nhá. Về nhà thì các bác xoáy cái này ra cho em này. Đấy, đây là cái phần cái bông này, còn đây là phần xi ở dưới này thì các bác xoáy ra cho em. Sau đó thì mình đánh trực tiếp lên giày thôi. Đấy, rất là tốt luôn. 40.000 cho cái hộp xi đánh giày như này có hai màu. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm tuốt dây đa năng nhá, kìm tuốt dây đa năng, hàng của thương hiệu Fuka Japan này. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90k cho con kìm tuốt dây đa năng như này. À, đây nó sẽ làm con kìm siêu tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để tuốt dây, bấm cốt này, rồi cắt dây làm 4, cắt dây làm đôi đều ok hết nhá. À, giá thì rất hợp lý cho bác luôn, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm xanh nhá, kìm xanh như này. Đấy, con này thì chuyên để các bác bấm linh kiện này, bấm móng tay này, bấm khóe móng tay, móng chân, bấm linh kiện này, rồi là cắt dây, cắt giếc đều ok hết nhá. Giá sẽ là 20k nhá, 20.000. Giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. Lên cho em là kìm bấm linh kiện hoặc kìm xanh nhá. Kìm xanh giá của nó sẽ là 20.000, 20.000 cho con kìm xanh này thôi. Tiếp theo em lên cho bác cái khò ga bằng đồng nhá. Nó sẽ là khò ga bằng đồng đúc như này. Giá sẽ là 80.000 nhá. 80k đấy, khò ga đồng đúc như này. Đấy, đồng đúc nguyên khối, có điều chỉnh ga, điều chỉnh gió. Con này thì nó sẽ không có gì nhá, không có gọi là không có đánh lửa tự động, về nhà các bác phải tự mồi nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái gọt dứa này. Đấy, gọt dứa thông minh. Thì các bác chỉ cần là gọt sạch vùng quanh đi, sau đó lấy cái này đẩy đi là được thôi. Gọt dứa thông minh, giá thanh lý cho bác với giá đó là 10k cho mấy gọt dứa thông minh này nhá. 10k, gọt dứa thông minh giá sẽ là 10.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm chết hàng của thương hiệu Crosman của Mỹ, USA như này. Đấy, lên cho em là kìm chết Mỹ nhá. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con kìm chết Mỹ như này. Đấy, kìm chết Mỹ 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Giá sẽ là 40k một hộp này. Đấy, các bác mở ra cho em này. Sau đó thì các cái phần tường bị thấm rột, bị nứt, bị bong chốc, các bác bóc ra cho em. Sau đó thì mình phủ lên các bề mặt của nó là ok. 40.000 cho một lọ keo vá tường như này. Đấy, nó sẽ thuộc dạng keo trắng, cực kỳ bền và dùng rất là tiện luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo tỉa nhá. Kéo tỉa thì bên shop có hai mẫu. Đấy, một mẫu thì chiều dài của nó là 20 cm và một mẫu là chiều dài là 25 cm nhá, 25 cm. Đấy thì sẽ có hai mẫu cơ bản như này. Và con mẫu 20 cm này thì giá sẽ là 40.000 nhá, 40k. Đấy, hỏi anh thì xem đúng không? 40.000 cho con 20 cm như này. Còn con 25 cm thì giá của nó sẽ là 55.000 nhá, 55k. Đó thì có hai mẫu. Con này thì giá chiều dài của nó thì dài hơn một chút cho nên sẽ đắt hơn một chút là 55.000. Còn con này thì nó ngắn hơn một chút thì giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, hai mẫu kéo tỉa như này. Đấy, hàng của Nhật, made in Japan nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cành đúc nhá. Kéo cành đúc, con này thì giá sẽ là 120.000 nhá. Hàng của Nhật, made in Japan, hàng bãi Nhật này, hơi có dấu hiệu gì xét một chút, về nhà các bác vệ sinh đi là ngon luôn. Made in Japan nhá. Đó. Con này thì hàng đúc liền thân như này. Các bác dùng để cắt cành, cắt cây, cắt cối, tỉa răm, rồi nói chung là làm vườn, làm cây cối, cây cảnh đều ok hết nhá. Lên cho em là kéo cành đúc, giá sẽ là 120.000 nhá. 120k cho con kéo cành đúc như này, 120.000.
lên cho em là kéo cành đúc 120k. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái xịt xịt hơi nhá. Đấy, xịt hơi như này thì về nhà các bác lắp vào bình hơi. Đấy, van viết đều bằng đồng hết này. Về nhà các bác lắp vào cái bình hơi ấy để mình xịt cho em. Đó, giá sẽ là 80k cho cái xịt hơi như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là xịt hơi, giá sẽ là 80.000 nhá. Đấy, vòi xịt hơi 80k, hàng nội địa của Nhật nhá, Japan luôn. Đó, 80.000 cái vòi xịt hơi như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái súng keo nến nhá. Súng keo nến. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là đi súng keo nến là bao nhiêu? 40.000 thôi. 40k cho cái súng keo nến như này nhá. Giá sẽ là 40k cho một em súng keo nến như này. Đấy, về nhà các bác mua keo nến các bác đút vào đây cho em. Nó có công tắc tắt bật này. Đấy, dùng keo nến cho nước là dùng con này rất là ok luôn. Giá thì chỉ có 40k cho cái súng keo nến như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kìm nhọn nhá. Đấy, nó sẽ làm con kìm nhọn như này. Thì các bác dùng để mình xoắn dây này, rồi là làm vườn này, hoặc là gọi là đa di năng được luôn. Hàng của Nhật, Japan này các bác này. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, 40k thôi. Giá sẽ là 40k cho một con kìm nhọn như này. Lên cho em là kìm nhọn, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ vàng nhá. Giá sẽ là 45.000 cho cái ổ vàng như này, 45k. Con này thì chống va đập các kiểu con đà điểu luôn. Đó, lá đồng bên trong hết nhá. Đấy, 45.000 cho cái ổ vàng như này, có 5 chân cắm nhá, 5 chân cắm. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chống giật bình nóng lạnh nhá. Đấy, chống giật bình nóng lạnh thì con này của nó sẽ là dòng cách điện để chống giật rất là tốt luôn. Kết nối đều bằng đồng hết như này, các bác chỉ cần lắp qua hai cái đường dây ống nước cho em. Giá sẽ là lên cho em là chống giật nóng lạnh nhá. Giá sẽ là 40k trên một chiếc, và các bác mua thì bắt buộc là mình phải mua cả đôi nó mới hiệu quả. Đấy, lấy cho em một đôi thì các bác lắp vào cái dây cấp nước của bình, đầu dây nóng và dây lạnh luôn. 40k có nhá, 40k một chiếc như này. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác. Các bác xem kênh thì yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, các bác có thể cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Đấy, bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để đón nhận các cái video của bên em đăng tải lên, và cũng như là cập nhật các cái mã hàng cũng như là mã giảm giá bên em. Đó, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy, các bác yêu quý em thì nhớ cho em xin một nút like nhá, một nút like và đăng ký kênh và chia sẻ kênh lên các cái nền tảng để nhiều người biết tới kênh hơn. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đài FM nhá. Đấy, đài FM thì các bác có thể dò tần sóng ở đây các bác này. Xa vào vùng lãnh thổ nhận đầu tư trong đó đã đầu với 54,6 triệu đô la Mỹ. Đấy, thì các bác có thể dò các cái tần sóng ở đây, nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, rất là nhiều đài nhá. Đấy, băng tần của nó rộng, FM này rồi SQUAT này rồi AM đầy đủ cho các bác luôn. Các bác có thể dò đây. Đấy, các bác nghe. Đấy, tiếng của nó rất là rõ luôn. Cho bản thân, câu ngữ luận văn học ở phần làm văn chiếm gần được số điểm. Vì vậy, cô Loan lưu ý thí sinh tuần sau 4 ngày hoàn thành. Theo cô để làm tốt phần này. Ở đây thì cái này nó sẽ là chỉnh dung lượng các nhá. Ở đây là chỉnh dung lượng này. Chỉnh volume này, vừa là công tắc này, công tắc tắt đi bật lên, vừa chỉnh volume luôn. Đấy, còn ở đây thì nó sẽ là các bác dò tần sóng này. Và con này ngoài chức năng là đài FM thì các bác có thể nghe MP3, nghe loa Bluetooth cũng rất là hay luôn nhá. Đấy, thì cái chức năng Bluetooth này em giới thiệu thêm thôi. Còn em bán thì chủ yếu đài FM và đồng hồ đây, nó sẽ có sẵn đồng hồ, các bác tháo cái nút gạt này ra để mình sử dụng cho cái đồng hồ này. Đây, đồng hồ đang chạy các bác này. Đó. Đây, có đồng hồ, có điều chỉnh đồng hồ đây các bác này. Đấy, có điều chỉnh đồng hồ đằng sau luôn. Đấy, giá sẽ là 260.000 con đài FM như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ bộ vít V46 nhá, V46. Bộ này thì nó sẽ là một cái bộ vít và trên 40 chi tiết các bác. Đấy, bộ này sẽ là trên 40 chi tiết. Đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 100 các bác lên cho em là bộ V46 này. Các bác lên cho em là bộ V46 nhá, 130.000 cho một bộ này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là một tay công và một tay vít, rồi tay xoáy ngang, tay nối dài, rất là nhiều tay luôn. Đấy, các cái loại tay như này để các bác về các bác sử dụng này. Đấy, con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn nhá, có xoáy nhanh, có đảo chiều các kiểu con đà điểu luôn. Đó. Xoáy nhanh, đảo chiều các kiểu con đà điểu luôn. Đấy, tay vít này, đấy tay vít này, đấy tay vít rất là ngon luôn nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là tay ngoắt nghéo này, tay ngoắt nghéo này. Đấy, rồi tay công này, và nó sẽ có cho các bác là trên 20 đầu vít như này.
to nhỏ lớn bé lục giác ba khe đầy đủ luôn, 130.000 nhá. 130.000 cái bộ vít này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, lên cho em là V46 nhá. V46 130k. 130k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng đen này. 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan đa năng đen như này. Đấy, mũi của nó là mũi khế, các bác có thể dùng được tất cả các loại vít luôn. Đấy, tất cả các bề mặt gỗ, sắt, thép các thứ đều được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. 100.000 các bác nhá. Giá thanh lý cho bác, giá cực tốt luôn. 100k cho một cái bộ 5 mũi khoan đa năng đen như này, tính ra vào chỉ có 20.000 một mũi thôi nhá. 20.000 một mũi thôi. 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là cái kìm cộng lực nhá. Đây các bác đẩy đi này cho em này, đẩy này cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là kéo cắt tôn cộng lực nhá. Giá sẽ là 160.000 cho một con kéo cắt tôn cộng lực như này. Hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, nó nghiêng 45 độ các bác. Đấy, con này thì nó sẽ là nghiêng 45 độ thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Nghiêng 45 độ thì con này lên cho em là kéo cắt tôn cộng lực nhá. Giá sẽ là 160k. 160.000 cho con kéo cắt tôn cộng lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ chuyên chén ngọc xanh như này nhá. Bộ chuyên chén ngọc xanh như này. Đấy, một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 6 chén và một chuyên như này nhá. 6 chén và một chuyên. Đấy, 6 chén và một chuyên như này. Chuyên này của nó thì nó sẽ là chuyên dạng chuyên thấp vừa phải như này thôi. Trong lòng bàn tay như này thôi. Các bác có thể dùng để mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là các bác dùng để mình hãm trà, pha trà uống rất là ok luôn. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 6 chén ngọc như này. 6 chén ngọc và một chuyên nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 80.000 thôi các bác nhá. 80.000 cho mấy cái bộ 6 chén ngọc kèm chuyên như này nhá. Giá chỉ có 80k. Giá thanh lý cực kỳ tốt cho các bác luôn. 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá dắt dao nhá. Giá dắt dao. Con này thì cái này là các bác lên cho em là giá dắt. À kệ con này thì các bác lên cho em là giá dao đũa nhá. Đấy, lên cho em là kệ dao đũa nhá. Kệ cái này thì các bác vừa để được dao vừa được đũa luôn. Đây, dao đũa để vào bình thường. Giá thì chỉ có 150k thôi, 150.000. Chất liệu bằng inox 304, có nắp ở đằng sau này. Đấy, có nắp đằng sau này các bác nhá. Đấy, có nắp dít này để các bác xả nước này hoặc là tháo ra mình vệ sinh này, còn nước thì các bác chỉ cần nghiêng đi là nó đã chảy rồi, nghiêng đi nó chảy rồi nhá. Ở đây thì 1 2 3 4 con dao này, một cái liếc, một cái kéo này và các bác dắt đũa vào đây. Đấy. Các bác lên cho em là giá dao đũa nhá, giá dao đũa này. Đấy, hoặc là kệ dao đũa. Kệ dao đũa. Giá sẽ là 150.000, 150.000 cái kệ dao đũa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi rác nhá. Đấy, túi đựng rác. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng túi cực kỳ là thông minh luôn. Một bịch này của nó là tới 100 túi luôn. Đấy, 100 chiếc luôn. Tha hồ thoải mái cho sử dụng nhá. Bịch này là 100 cái luôn. Thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy. 100 cái tức là các bác dùng 3 tháng với hết bịch này. Dùng 3 tháng với hết bịch này nhá. Một bịch này 100 chiếc luôn. Chất liệu túi bóng rất là dai. Các bác có thể dùng để mình đựng rác rồi nói chung là các kiểu đều được. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái dập đứt như này thì các bác giật ra cho em. Đấy, các bác xé ra cho em này. Đấy, xé ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lồng nó ra mình cho vào các cái thùng rác nhà mình, nó rất là tiện luôn. Nếu các bác dùng những cái túi bóng đen thì nó lại không đủ cái diện tích để mình sử dụng, nhưng mà con này thì rất là ngon luôn. Đấy, kích thước của nó là 40-45, thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy, 45-50 thoải mái luôn. Các bác lột ra nhà cho em này. Đấy, sau đó thì mình lồng vào thùng rác này. Đấy, rất là to luôn nhá. Đấy, 45-50 rất là to luôn, lồng vào thùng rác này. Sau đó khi nào mà đi đổ thì các bác chỉ cần là giật cái quai này lên cho em. Đấy, giật cái quai này lên cho em. Sau đó thì mình xách đi thôi, không cần bẩn tay luôn. Đấy, hàng thì rất là dai luôn các bác, rất là dai luôn nhá, rất là dai luôn các bác. Đấy, túi bóng rất là mỏng như vậy, rất là dai các bác này. Đấy, lên mã giúp cho em là túi đựng rác nhá. Các bác lên cho em là túi rác nhá. Đấy, túi rác giá sẽ là 45k. Con này thì các bác mua 5 bên em sẽ tặng 1 nhá. Đấy, 45.000 cho một bịch như này, 100 cái luôn, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân. Giá thì sẽ là 40k cho một bịch như này. 40k cho một bịch 50 miếng. Con này thì bên em cũng bán mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, chương trình tri ân khách hàng cứ mua 5 tặng 1, bao gồm là 50 gói thuốc này và 50 miếng dán như này, chuyên dùng để thải độc gan bàn chân và các cái khu vực nào mà các bác cần dán lên cũng rất là tốt luôn. Giá sẽ là 40k trên một bịch như này, mua 5 tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1 miếng dán thải độc chân rất tốt luôn.
Đó, mua 5 tặng 1 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn 20 nhá, đèn 20. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 cho con đèn 20 này thôi. Chất liệu của nó thì bằng thép nhá, rất sáng luôn, rất sáng luôn. Có một viên pin 18650 pin của hãng và kèm cho các bác một cái cáp sạc cái này nhá, cáp sạc. Hàng rất tiện ích cho các bác luôn. Đấy, nhỏ gọn, dài thì khoảng 20 cm. Lắp pin thì các bác lắp đúng chiều pin cho em nhá, lắp đúng chiều pin cho em để tránh nó không lên nhá. Đấy, các bác cứ lắp đúng chiều pin cho em là nó sẽ lên thôi. Đấy, lắp đúng chiều pin nhá, xoáy chặt vào. Sau đó thì các bác bật công tắc lên cho em. Đó, bật công tắc lên. Đây, đấy, bật công tắc lên. Nếu các bác xoáy mà chưa chặt thì nó sẽ không lên, hoặc là không đúng chiều thì các bác đảo chiều pin đi cho em. Lên cho em là đèn 20 nhá. Giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 110.000 cho con đèn 20 như này. Siêu sáng luôn. Đấy, siêu sáng luôn, qua đây không? Đây, mình có thể zoom ra zoom vào này, rất là tiện luôn nhá. Đây em sẽ tắt điện em test cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy, sáng chưa? Các bác thấy không? Đây. Đấy, một con đèn này. Đấy, các bác có thể zoom zoom lại này, sáng nhất, sáng rất sáng luôn nhá. Đây, pha của nó này. Đấy, các bác thấy chưa? Pha của nó rất là rọi luôn nhá, rất rọi luôn. Các bác có thể tùy chỉnh nhá. Chỉnh rất đơn giản là các bác chỉ cần đẩy tay lên, đẩy tay xuống như này thôi là xong này. Đấy, rất sáng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20 nhá. Rất sáng luôn. Và pha của nó rất là rộng thôi nhá, dùng rất là thích luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Pha thì siêu rọi luôn các bác nhá. Pha thì siêu rọi luôn, các bác thấy không? Có thể rọi xa hàng nghìn mét luôn các bác nhá. Đó, rồi ok. Hello em Phạm Huấn, chào các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Các bác yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like và nút đăng ký kênh ở bên góc trái màn hình và chia sẻ kênh giúp cho em để nhiều người biết tới shop Phạm Huấn nhiều hơn, cũng như là xem và mua các mặt hàng bên em đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam các bác nhá. Đó. Và đây là các cái mã hàng của bên em. Các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline của bên em đây. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví đại bàng nhá. Ví đại bàng thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu da bò và màu đen như này. Đấy, màu da bò và màu đen. Các bác lên cho em là ví đại bàng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k cho một con ví đại bàng như này thôi. Giá chỉ có 100.000 thôi các bác nhá. 100.000 cho một con ví đại bàng như này. Hàng của Mỹ các bác này. Từ tuổi đời của nó là từ năm 1997 luôn. 1997 nhá. USA đây các bác này, USA. Hàng của Mỹ dập chìm luôn. Con này thì cực kỳ là ngon. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên nhá, siêu mềm luôn. 100% da bò tự nhiên, siêu mềm luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác có thể cấu cào cạo thoải mái luôn, đốt thoải mái luôn. Đó, đây các bác trông em cào này, nhưng mà một lúc sau cái nó lại phẳng lì luôn nhá. Đó, thì nó sẽ có hai màu, màu da bò. Đấy, màu da bò và màu màu da bò và màu đen nhá. Đấy, hai màu, màu da bò và màu đen. Đó, hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, dày dẫn chắc chắn nhá. Chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên hết, hàng da bò nguyên miếng. Đấy, USA này các bác này. Đấy, USA thì bên em sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu da bò. Đấy, có hai màu, màu đen và màu da bò như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví đại bàng, giá chỉ có 100 cành thôi, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là ví đại bàng nhá. Đây, ví đại bàng giá sẽ là 100k cho một con ví đại bàng như này nhá, 100.000 thôi. Đấy, giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, chỉ có 100 cành thôi, 100k cho một con ví đại bàng như này. Hàng thì của Mỹ rồi, cực kỳ chất lượng này, sắc nét từ đường kim mũi chỉ nhá. Đấy, hình con đại bàng rất là đẹp luôn. Đấy, hình con đại bàng bằng đồng này, rất đẹp như này các bác nhá. 1997 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ví ô tô. Đấy, ví ô tô hàng của thương hiệu Toyota. Con này thì các bác có thể để bỏ đăng kiểm này, giấy tờ xe này, nói chung là tất cả các cái giấy tờ xe các bác bỏ vào đây cho em. Hàng thì nó sẽ là chất liệu bằng da và của thương hiệu Toyota nhá. Toyota nó máy nó tặng cho người mua ô tô đấy, cho người mua ô tô. Và bên em thanh lý lô được cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví ô tô nhá. Ví ô tô này, ví ô tô giá sẽ là 50k nhá. Đấy, 50k cho một con ví ô tô này thôi. Đấy, bằng da mà giá chỉ có 50.000 thôi, giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Ví ô tô 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái túi da bò vuông nhá. Túi da bò vuông thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu nhá, hai mẫu. Đấy, túi da bò vuông nó sẽ có cho các bác là hai mẫu cho các bác luôn. Đó, hai mẫu. Đấy, một mẫu to, một mẫu nhỏ nhá. Mẫu to này thì chiều cao là 25 cm. Đấy, còn bề rộng thì bằng nhau, bề rộng thì đều là 20 hết nhá. Một con là cao 25,
và một con là cao 20 nhá, cao 20. Đấy. Thì các bác lên cho em là túi vuông to hoặc là túi vuông nhỏ nhá. Đấy. Túi vuông nhỏ này thì giá bên em đang gửi tới các bác cái giá đó là 135.000 nhá. 135k nhá, 135k cho một cái con túi vuông nhỏ như này. Đấy, còn con túi vuông to này thì sẽ là 180.000. Đấy, vuông to 180.000. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên nguyên miếng hết, về nhà các bác có thể cào cấu đốt điếc thoải mái cho em luôn. Đó, kích thước thì nó sẽ là cao hơn một chút thôi, còn chiều ngang và chiều rộng là như nhau. Đấy, nó chỉ cao hơn thôi. Con này nó cao hơn nhá. Đấy, còn con này thì nó cũng như nhau thôi. Đấy, bề ngang bề nghiếc nói chung là nó cũng tương đương như nhau. Kích thước kiểu dáng tương đương như nhau. Con này thì em chỉ có mỗi cái màu nâu này thôi. Đấy, màu nâu đen này thôi. Còn con này thì có cả màu xanh nữa. Lên cho em là túi vuông nhá. Đấy, túi vuông thì bên shop sẽ có hai mẫu. Đó là túi vuông nhỏ này. Đấy, túi vuông nhỏ nhá. Túi vuông nhỏ sẽ là 135k, 135k. Và túi vuông to này, túi vuông to giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con túi vuông to. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác. Các bác lên mã giúp cho em đó là tô vít đen nhá. Tô vít đen trợ lực. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 100 giá của nó sẽ là 60.000 à. 60.000 cho một con vít đen trợ lực này. Đấy, bao sẽ bao gồm cho các bác là một tô vít này. Đấy, một tô vít và một cái tay trợ lực như này. Giá sẽ là 60.000 các bác nhá. Giá 60.000. Đây. Một tô vít, một tay trợ lực, hàng cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đây, các bác chỉ cần sập này cho em này. Đấy. Nó sẽ có xoáy nhanh, có đảo chiều, có trợ lực hết cho các bác nhé. Có xoáy nhanh, có đảo chiều, có trợ lực. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5, 6 đầu vít như này. 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. Đấy, mỗi cây này sẽ là một đầu khác nhau thì nó sẽ có cho các bác là 12 đầu vít. Thì khi các bác dùng nó rất là tiện dụng luôn. Đấy, lên cho em là vít đen trợ lực, giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho một cái bộ vít đen trợ lực như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực nhá. Giá của nó sẽ là 50k này, 50k. Đó, 50k cho cái vít đen trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái lư đồng mini nhá, lư đồng mini như này. Đấy, nó chỉ bằng hai bàn tay này thôi. Thì để các bác có thể cho nhang vào đây các bác đốt này, cho nhang vào đây các bác đốt đây. Đây em bên em bán cái nhang hạc này. Đấy, cái nhang hạc này. Đấy, thì các bác có thể cho cái nhang này vào đây để mình đốt mình xông. Đấy, rất là tiện ích luôn nhá, để trên bàn thờ hoặc là để bàn uống nước, nói chung là để đâu cũng được. Đấy. Con này thì nó mini bằng hai ngón tay này thôi nhá. Giá thì các bác lên cho em là lư đồng mini. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho cái lư đồng mini như này. 30.000 cho cái lư đồng mini. Còn cái nhang hương này thì sẽ là nhang hạc này thì sẽ là 60k nhá. 60k cho một hộp nhang hạc như này. Nhang hạc là 60.000, lư đồng là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đuôi cảm biến hai đầu nhá. Đấy, tức là cái đầu này thì các bác xoáy vào đuôi luôn. Xoáy vào cái đuôi cũ nhà mình, sau đó thì các bác xoáy bóng lên trồng lên đây cho em. Đó là cái này nó sẽ cảm biến luôn nhá. Có người đi đến thì nó sẽ sáng và đi qua thì nó sẽ tắt, thì nó rất là tiện ích luôn. Ban ngày ban đêm đều dùng được cả nhá. Lên cho em là đuôi đèn cảm biến nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 nhá. 60.000 cho cái đuôi đèn cảm biến như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Đây, kẹo sâm Hàn Quốc như này. Một bịch này của nó là 500g, 500g tức là 5 lạng. Đấy, 500g. 500 lạng, 500g nhá, 500g là 5 lạng. Đấy. Chất liệu thì được làm 100% là từ nguyên sinh nhá, sâm nguyên sinh Hàn Quốc đây. Đấy. Hàng made in Korea này, made in Korea, hàng chuẩn Hàn Quốc luôn. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Giá thì sẽ là 90k nhá. 90k cho một gói sâm Hàn Quốc như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là kẹo sâm Hàn Quốc nhá, kẹo sâm nhá. Giá sẽ là 90.000 cho một gói kẹo sâm như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 5 lạng luôn, 5 lạng 90.000 cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc nhá, rất nhiều calo, rất là tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mũ nồi nhá, mũ nồi. Đấy thì mũ nồi da như này và bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Mũ nồi da rất là đẹp luôn, đây các bác này. Đấy. Đội vào thì rất là xịn sò luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đó, giá thì chỉ có 100 cành cho con mũ nồi này thôi. Giá chỉ có 100k cho con mũ nồi thôi. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Đây em sẽ đội thử cho các bác xem luôn. Đấy, rất đẹp luôn. Đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Chất da của nó thì mềm mịn nhẹ nhàng nhá. Rất là đẹp luôn và đội cực kỳ là ôm đầu, ôm form, ôm dáng luôn. Đấy, và nó có cái độ co giãn nhất định cho nên là các bác có thể dùng người đầu to, đầu nhỏ đều dùng được hết nhá. Rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000. Có hai màu, màu đen và màu nâu nhá. Màu đen và màu nâu. Đó. Thì con này của nó thì bên trong của nó sẽ có lót một cái lớp
một cái lớp bông như này, một cái lớp bông 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 mềm và lưới thoáng như này, cho nên là rất là thoáng khí luôn. Và cái này nó có cao su cho nên nó có cái độ co giãn nhất định nhá. Các bác đầu to đầu nhỏ là đội vừa hết luôn. Đấy, có hai màu, màu đen và màu nâu như này nhá, màu đen màu nâu. Lên cho em là mũ nồi nhá, mũ nồi. Giá thì sẽ là các bác lên cho em là mũ nồi, giá sẽ là 100k nhá. Đấy, mũ nồi này. Mũ nồi da, giá sẽ là 100.000 nhá. 100k cho một con mũ nồi như này. Đấy, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chổi đánh dỉ các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là chổi đánh dỉ. Bên em về một cái mã rất mới nha, các bác lên mã giúp cho em là chổi thép nhá, chổi thép. Đấy, con này thì nó sẽ là bằng những cái sợi thép như này, bằng những cái sợi thép như này. Thì các bác có thể dùng để mình kỳ cọ xong nồi nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc các cái bề mặt mà chậu rửa. Chậu rửa inox các thứ là dùng là rất là ok nhá, chậu rửa inox các thứ là rất là ok luôn. Cái này các bác lên cho em là chổi thép nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20k nhá. Lên cho em là chổi thép này. Chổi thép giá của nó sẽ là 20k cho một con chổi thép như này. Giá sẽ là 20.000. Đây, đấy. Và đầu này của nó thì sẽ là treo như này và chiều dài của nó khoảng 20cm. Thì các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ xong nồi các thứ cũng ok đây. Dầu mỡ vẫn bám vào và dính. Hôm nay người nấu ăn ghét nhất việc rửa nồi. Cái bàn chải này tôi rất thích dùng. Trước đây khi dùng cục thép không gì này, dầu mỡ vẫn bám vào và dính tay. Nhưng loại này có tay cầm dài bằng thép không gì. Các chi tiết được làm rất tốt, dùng nó để chùi nồi rất sạch sẽ, chùi chén và cốc cũng rất tiện lợi. Nhưng phần không thể chùi được ở đấy, dùng nó cũng dễ dàng xử lý, không để lại dầu mỡ và không dễ bị hỏng. Đó. Người nấu ăn ghét nhất. Giá sẽ là 20k nhé. Lên mã giúp em là chổi thép, giá sẽ là 20.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã đó là chổi cọ rỉ này. Đấy, các bác ví dụ như là son nồi này bị rỉ sét này, sân sướng bị rêu mốc này, rồi nói chung là các bác dùng đa di năng được luôn, kỳ cọ các cái bề mặt hoặc là đánh cho nó khỏi bị rêu mốc hoặc là bẩn hoặc là bụi bẩn bám. Lên cho em là chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15k nhá. 15k cho cái mã chổi cọ rỉ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cọ xong nồi nhá, cọ xong nồi. Con này thì giá cũng là 15.000. Con này thì các bác chuyên dùng để mình kỳ cọ xong nồi cho em thì đơn giản lắm. Các bác chỉ cần là xoáy cái này ra này, sau đó thì mình cho cái nước rửa bát vào đây, cho nước rửa bát vào đây thì mình có thể dùng để mình nhấm như này là nó sẽ nước rửa bát nó sẽ cấp ra vào cái đầu này. Thì các bác có thể dùng để mình đánh này, kỳ cọ xong nồi, rửa bát, rửa đũa cũng rất là ok. Lên cho em là cọ xong nồi nhá. Giá sẽ là 15k cho một cái cọ xong nồi như này, 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái sản phẩm đó là cái đây. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là khăn rửa bát nhá, khăn rửa bát. Đây, đây nó sẽ là một cái khăn như này. Nó sẽ là một cái khăn nó dạng như là nó bằng cái dạng như là cái bằng lưới như này, bằng lưới như này. Cái này thì không dính cơm, không dính rau, không dính thức ăn vào đây, dùng rất là tiện luôn. Đấy, thì các bác có thể dùng là mình để mình rửa bát này, cũng rửa bát được mà đánh xoong, đánh nồi kỳ cọ cũng rất là ok. Đấy. Thì con này cái kích thước của nó sẽ là 20x20 nhá. Con này các bác dùng để rửa bát này. Đấy, nó không bị rối này, các bác thấy không? Vò vào thì nó lại bung ra như này, nó không bị rối, không bị dính rau dợ cơm nước mà nó có một cái độ ma sát nhất định, cho nên khi các bác kỳ cọ bát đũa xoong nồi thì nó rất là bám luôn. Đấy, lên cho em là khăn rửa bát nhá, khăn rửa bát 10.000 ba chiếc, giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, lên cho em là khăn rửa bát này. Khăn rửa bát. Đấy, khăn rửa bát giá sẽ là 10k trên 3 cái. Đấy, các bác cứ mua cho em là 10.000 3 cái trở lên là ok. 10.000 3 cái, còn nếu các bác mua 20.000 nhá. Đấy, mua một chục đi. Mua một chục thì còn nếu các bác mua cả chục để dùng dần thì bên em sẽ bán cho các bác với giá đó là 25.000 một chục cái luôn. Đấy, các bác cứ mua cho em một chục chiếc như này, 25.000 dùng cả năm luôn. Dùng cả năm, một năm này sang năm khác luôn nhá. Đấy, rất tiện ích luôn. 25.000 một chục nhá. 10.000 ba chiếc nhá. Đấy, lên cho em là khăn rửa bát 10.000 ba cái và 25k. 25k trên 10 cái nhá. 25.000 trên 10 cái cho các bác luôn. 25.000 trên 10 cái. Đây, các bác sẽ xem một cái video thực tế đây có luôn này các bác. Trước đây, hôm nay tôi mới phát hiện có loại khăn rửa chén bằng thép này. Đấy. Nó không chỉ tránh được tình trạng dính đồ ăn thừa mà còn giúp lớp chống dính của chảo không bị sức như khi sử dụng muối cọ xong bằng thép truyền thống. Đây, khả năng ma sát mạnh mẽ của khăn giúp làm sạch hiệu quả mà không tốn nhiều sức. Đặc biệt nó có thể ôm sát theo hình dạng của đồ vật muốn cọ rửa. Sau khi sử dụng, có thể dễ dàng giặt sạch và tái sử dụng. Hôm nay tôi mới phát hiện có loại khăn rửa chén bằng dây thép này. Nó không chỉ tránh được tình trạng dính đồ ăn thừa, mà còn giúp lớp chống dính của chảo không bị sức như khi sử dụng muối cọ xong bằng thép truyền thống. Khả năng ma sát mạnh mẽ của khăn giúp làm sạch hiệu quả mà không tốn nhiều sức. Đấy. Đặc biệt, nó có thể ôm sát theo hình dạng của đồ vật muốn cọ rửa.
rất là tiện các bác nhá. Đây nó là cái dạng sợi thép các bác nhá, dạng sợi thép này. Đấy, có cái độ đàn hồi co giãn nhất định nên các bác dùng nó rất là thích. 25.000 một chục, giá siêu rẻ luôn, 25.000 cho một chục cái nhá. Đấy, 10.000 ba cái, 25.000 một chục. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bọc yên xe đây, bọc yên xe như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng cước nhá, bằng cước và nó khá là dày, hai lớp đấy, hai lớp khá là dày, thì khi mà các bác mùa hè, mùa đông dùng đều ok hết nhá. Mùa hè, mùa mưa thì nước sẽ lọt xuống dưới, các bác dùng yên không bị ướt này. Còn mùa hè thì các bác ngồi lên yên xe không bị nóng và vừa đẹp vừa bảo vệ được yên luôn. Đấy, giá thì sẽ là cái này thì đợt này giá sẽ là 45k nhá, 45.000, giá tốt cho các bác luôn. Đấy, nó có dây chun co giãn, xe SH, xe to xe nhỏ đều dùng được hết nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đèn đèn dầu các bác này, đèn dầu. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng bằng thép và sơn giả cổ rất là đẹp luôn. Đấy, sơn giả cổ như này. Thì các bác có thể dùng để mình đề co trang trí này. Đấy, đề co trang trí ở các cái khu vực cũng rất là tiện luôn. Có cái phần này để các bác châm dầu vào đây thì em. Đổ dầu vào đây nhá. Đổ dầu vào đây, xoáy nắp lại này. Đấy. Có bấc để đẩy lên nhá. Đấy, có bấc biếc đẩy lên cho các bác online luôn. Đây. Châm dầu, châm giếc vào đây cho em. Đây. Có bấc đẩy bấc lên này. Đẩy bấc lên cho em. Con này thì giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Đó. Và có lẫy đây. Có lẫy các bác đẩy cái lẫy này lên cho em này. Đẩy cái lẫy này lên, sau đó thì mình châm lửa vào, sau đó thì mình lại gạt cái lẫy này xuống cho em. Đó. Đẩy lẫy này lên, mình châm lửa vào đây nhá. Châm lửa vào đây cho em. Sau đó thì mình lại gạt cái lẫy này xuống. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng thì mình có thể kéo lệch như này đi, mình châm được, nói chung là đa di năng luôn, nó rất là tiện nhá. Rất là đẹp luôn. Chiều cao của nó thì vào khoảng là gần 30 cm, rất là đẹp như này, bằng thép sơn giả cổ. Lên mã giúp cho em đó là đèn dầu. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho con đèn dầu như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi gạt kính nhá, chổi gạt kính như này. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình gạt kính này, hoặc là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, nói chung là các cái bề mặt phẳng là các bác gạt được hết nhá. Lên cho em là chổi gạt kính này. Các bác lên cho em là chổi gạt kính nhá, 20k trên một chiếc này thôi, giá thanh lý cực rẻ luôn. Đấy, 50k trên 3 cái nhá. Đấy, 50k là bằng 3 cái luôn nhá. 50.000 3 cái. Đấy, còn lại là nếu mà các bác mua lẻ thì sẽ là 20.000 một chiếc nhá, 20.000 một chiếc. Chiều dài của cái phần gạt này thì nó tầm vào khoảng là 25 cm, còn phần cán này vào khoảng là 30 cm. Dùng để mình gạt kỳ cọ rất là tiện luôn. Lên cho em là chổi gạt kính các bác nhá. Đó, chổi gạt kính. Giá sẽ là 20k một cái và 50.000 ba cái. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phỏng vấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cho các bác một cái mã đồng hồ, đó là đồng hồ cơ nhá, đồng hồ cơ. Mã này thì em lên cho các bác cái mã đồng hồ cơ 88 nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 88. Giá thì sẽ là 500.000 nhá. 500.000 cho một con đồng hồ cơ 88 như này. Hàng automatic này, tự động này. Máy của nó này các bạn này. Con này thì hàng siêu chất cho các bác luôn. Đấy. Từ chất dây giếc của nó hàng siêu đẹp luôn các bạn, hàng siêu đẹp luôn. Hàng dây dẫn chắc chắn siêu đẹp cho các bác luôn. Chất dây của nó này, dây của nó sẽ là dây thép này. Dây thép không gỉ nhá, dây thép không gỉ. Bạc và điểm màu vàng rất là đẹp như này. Đó, bạc điểm màu vàng rất là đẹp như này. Đó, quả cơ của nó ánh này trông rất là thích luôn nhá. Hàng lộ cơ 100% nhá. Hàng lộ cơ 100%. Con này thì nó sẽ là hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, hàng của đồng hồ của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, thương hiệu Chancy của Nhật các bác này. Đó, automatic tự động luôn. Đây. Đấy. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Bên em thanh lý trong hệ thống siêu thị nhá. Chưa qua sử dụng, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Các bác đeo vào thấy cái độ chất của nó này. Đó, hàng cơ automatic tự động luôn. Đó. Thì ở đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái chân như này để các bác có thể mình hạ cái khuy xuống các bác nhá. Đấy, hàng xịn cho nên là nó kèm cho các bác một cái chân như này để các bác có thể tháo chốt đây, các bác cho vào đây này. Sau đó thì các bác đẩy chốt ra cho em, đẩy chốt ra nhá. Đẩy chốt ra thì bắt đầu là mình vừa cái nấc nào thì mình thay cái nấc đấy vào cho em để mình sử dụng thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 88 nhá. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 nhá, 500k. Đấy, con này thì có hộp luôn các bác nhá. Bên kia là đồng hồ cơ này 88, giá sẽ là 500k nhá, 500.000 con đồng hồ cơ 88 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao đen nhá. Bộ dao đen thì đây nó sẽ là một cái bộ dao đầy đủ như này các bác này. Đấy, đầy đủ như này, bao gồm cho các bác là một kéo này, đấy,
một kéo một liếc này. Đấy, một kéo một liếc nhá. Cái kéo này thì nó sẽ là dùng để cắt gà, cắt cá này, kẹp cua ghẹ này, khui bia này, mở nắp chai đều được hết này. Và đây là một cái liếc này. Đấy. Và bao gồm cho các bác là có 3 con dao. Có 3 con dao tất cả, 3 con dao tất cả nhá. Cán của nó thì bằng nhựa như này, cán bằng nhựa đen nhá, cán bằng nhựa đen. Và một bộ của nó thì combo bao gồm là 3 dao, một kéo và một liếc nhá. Đấy. Thì các bác liên mã giúp cho em đó là bộ dao đen nhá, bộ dao đen. Hàng thì cũng khá là sắc bén cho các bác luôn. Đấy, rất sắc bén các bác. Đây. Dao thì rất sắc bén các bác này. Đấy, các bác theo. Dao rất sắc luôn các bác nhá. Nó rất sắc luôn. Bộ dao bao gồm là 3 con và một kéo, một liếc nhá. Đấy. Đấy, bộ dao bao gồm 3 con như này. Đấy. Bao gồm là 3 kéo, một rũa, một liếc như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là 3 dao, một kéo, một lũa như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen nhá, bộ dao đen. Bộ dao đen thì bao nhiêu đấy? Bộ dao đen. Lên cho em là bộ dao đen nhá. Giá sẽ là 130 cành. 130.000 cho bộ dao đen này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là một cái mã mới, đó là đệm lưng nhá, đệm lưng. Giá của nó sẽ là 50k. Con này thì giúp cho các bác hả? Tựa lưng, tựa lưng. Các bác lên cho em là tựa lưng nhá. Đấy. Thì lên cho em đó là tựa lưng này. Đấy, tựa lưng giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000. Đấy 50.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 chi tiết khi các bác nhận được hàng. Đấy. Sẽ gồm cho các bác là đây. Một cái thân nằm dưới như này và một cái nằm trên như này các bác này. Đấy. Về nhà thì các bác uốn cong cho vào đây cho em. Đấy, cho đây cho em. Sau đó thì mình nằm và nó có nấc này. Đấy, 1 2 3 4 nấc thì các bác tùy các bác điều chỉnh cái độ cong của nó này. Đây. Thì nó sẽ giúp cho các bác là đây xương sống các bác nó đang bị cong như này thì các bác nằm vào nhá. Đây nằm vào như này. Thì xương sống này, cổ này. Đấy thì về nhà các bác tựa lưng nhá. Có thể là nằm này, ngồi, tựa đều được hết nhá. Đấy và nằm nghiêng cũng được luôn. Đó thì nó giúp cho các bác là ổn định xương sống nhá. Ổn định xương sống rất là tốt luôn. Và giá thì rất là hợp lý nhá. 50k, giá chỉ có 50k là cái tựa lưng này thôi. Bây giờ mà về nhà mà các bác mà đi chữa bệnh đau lưng mỏi gối các thứ là cũng mất rất nhiều tiền. Đây, đấy về nhà các bác lắp cái này vào cho em này. Sau đó thì mình nằm mình có thể tựa này. Và cái này thì các bác có thể tùy chỉnh các cái nấc như này nhá. Nấc 1, nấc 2, nấc 3, nấc 4 tùy theo. Các bác nằm cho xong cong dần lên cho em. Lên cho em là tựa lưng giá sẽ là 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái van vòi van xả hai đầu nhá. Van xả hai đầu con này giá sẽ là 70 cành. Đấy, 70 cành bằng inox 304. Đấy, một đầu xả đây, một đầu xả đây nhá. Có gen xoáy các bác có thể kết nối với các cái nguồn nước khác đều ok hết nhá. Van xả hai đầu inox 304. Giá sẽ là 70k nhá. 70k cho con em van xả hai đầu này thôi. Hàng van xả hai đầu inox 304. 70.000, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó. Chỉ có 70k cho em van xả hai đầu này thôi. 70.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con kích điện 220. Kích điện này bao nhiêu đây? 1 Các bác lên cho em là kích điện giá sẽ là 175k nhá. 175.000 cho con kích điện như này, 175.000. Con này thì các bác chỉ cần kẹp vào bình ắc quy của mình thôi là nó sẽ kích cho các bác lên điện 220V. Đây. Đấy. 12 24 các bác đều kẹp được nhá và nó sẽ ra cho các bác là điện 220V và công suất của nó là 220W. 220W. Có hai chân USB. Đây công tắc đây. Đấy có hai chân USB thì con này dùng rất là tiện, các bác có thể dùng để lấy điện thắp sáng này hoặc là dùng đa di năng cũng rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là kích điện 220 nhá, kích điện 220. Giá thì các bác lên cho em là kích điện, giá thì sẽ là 175.000, con này tiện lắm. Ví dụ như các bác có áp quy các thứ là các bác dùng con kích này cho em là ok thôi. Đấy lên cho em là kích điện nhá. Công suất của nó sẽ là 3.100 mAh, 220W này. Đó 12V. Đấy 12 hoặc là 24 nhá. Đấy đầy đủ cho các bác luôn. Các bác có thể dùng các cái thiết bị điện đều ok hết nhá. Giá sẽ là 175.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đế nóng nhá. Đế nóng. Đây. Thì nó sẽ là một con đế như này. Thì các bác có thể dùng để mình đun nấu này. Đấy đun nấu chế biến thực phẩm, thức ăn này, hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp để mình cho các cái loại ấm pha trà các thứ lên đây đều được hết nhá. Đây công tắc của nó đây. Đấy và có số 1234 thì các bác có thể giữ ấm giữ nóng rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên cho em là đế nóng nhá. Đế nóng giá sẽ đế nóng 130k cho một con đế nóng như này nhá. 130.000 cho một con đế nóng như này. Tiếp theo thì
bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lấy dây tai nhé, bộ lấy dây tai bằng inox như này đấy, bộ lấy dây tai inox như này đấy, rất đẹp cho bác luôn, bao gồm 6 chi tiết nhé, 6 chi tiết bên trong như này đó, và các bác có thể dùng là móc khóa các kiểu con là điểu luôn. Giá thì thanh lý cho bác chỉ có 20 cành thôi, 20 cành cho một cái bộ lấy dây tai như này nhé, bộ lấy dây tai inox nhá, 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn 20. Đèn 20 nó sẽ là một con đèn pin như này, có kèm một cáp sạc nha và có một viên pin 18650 nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20. Đó, đèn 20. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho em. Đây lắp pin vào đây là mình sử dụng rồi. Nó rất tiện luôn các bạn, lắp pin vào. Sau đó thì bật công tác lên. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 20 cm nhá. Cho nên là bên em lên nó là đèn 20 các bạn này. Đấy, đèn 20. Có thể zoom lên zoom xuống như này. Pha của nó thì rất là giỏi luôn đấy các bạn này. Ban ngày mà pha như này là con này rất sáng luôn, các bạn thấy không? Đấy, rất sáng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, có báo pin báo biết đàng hoàng. Đấy, về nhà các bác cắm sạc vào đây cho em. Thân của nó bằng hợp kim nhôm hết nhá. Con này thì cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20, đèn 20 110k nhá, 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Các bác lên cho em là bật lửa đồng hồ. Đấy, đây nó sẽ là một con bật lửa và có kèm đồng hồ như này. Có kèm đồng hồ này nhá. Lên cho em đó là bật lửa đồng hồ. Đây. Đấy, con này thì về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đấy. Bật lửa đồng hồ nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con bật lửa đồng hồ như này, 100k cho một con bật lửa đồng hồ như này nhá. Giá cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Bật lửa đồng hồ về nhà các bác tự bơm ga. Giá sẽ là 100k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa đồng hồ này. Bật lửa đồng hồ tự bơm ga, tự bơm ga. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình xanh nhá, bình xanh. Con này thì dung tích 1 lít và giá thì chỉ là 70 cành thôi. 70 cành cho một con bình xanh dung tích 1 lít như này. Con này của nó là bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, cái bật lửa rồng. Con này bằng nhôm cho nên là dùng cực kỳ là an toàn và xịn sò luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bình xanh nhá, bình xanh. 1 lít bằng nhôm, hàng của quân đội Việt Nam mình thôi. Giá sẽ là 70k nhá, 70k cho một con bình xanh như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ T8 nhá. Đồng hồ điện tử T8 như này. Con này thì các bác dùng rất là đa di năng luôn. Đấy, các bác dùng để mình đeo này. Ngoài ra thì nó có chức năng là xem giờ, đo huyết áp, đo nhịp tim. Rất là tốt các bác nhá. Đấy. Thì rất là nhiều chức năng nhưng mà các bác về các bác tự khám phá riêng, còn rất là nhiều chức năng đi kèm này các bác này. Đấy, thì bên em chỉ có giới thiệu có 3 tính năng chính và em cũng bán 3 cái tính năng đấy thôi. Đó là đo xem giờ, đo huyết áp, đo nhịp tim. Bao gồm là một bộ dây quai đeo như này, một cái cáp sạc nha, một cái đế sạc và một con đồng hồ như này. Mặt của nó, thân của nó là bằng kim loại hết nhá, bằng kim loại hết. Giá thì chỉ có 170 cành thôi. Con này chuyên để đo huyết áp, đo nhịp tim rất là tốt luôn. Đấy. Hàng thì vận chuyển từ nước ngoài về cho nên là nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, cái này thì 100% nó đều là dòng hết pin hết nhá. Về nhà các bác sạc pin vào cho em thôi. Đó, đo huyết áp, đo nhịp tim, ngoài ra nó còn có chức năng các chức năng khác này. Đấy, thì bên em bán thì em chỉ có bao cho các bác là 3 chức năng chính thôi: xem giờ, đo huyết áp, đo nhịp tim, đồng hồ T8 nhá. Còn những các chức năng khác về các bác tự tìm hiểu. Đồng hồ T8 giá sẽ là 170k nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc đây. Đấy, nó là hình con rồng và có hai cái viên ngọc như này. Cho nên là bên em lên nó sẽ là bật lửa ngọc nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho một con bật lửa ngọc như này nhá. Con này thì nó sẽ là bằng đá nhá, bằng đá. Về nhà các bác đổ xăng thơm vào đây cho em. Đấy. Về nhà các bác rút ra mình đổ xăng thơm vào đây là ok. Đó, hàng cực kỳ chất luôn. Các bác có thể mua để sử dụng này, xem để sử dụng hoặc là trưng bày rất là đẹp. Bật lửa ngọc nhá, có hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc, giá sẽ là 130k nhá. Bật lửa ngọc giá sẽ là 130k, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân treo cầm tay nhá, cân treo. Đấy, các bác lên cho em là cân treo. Con này thì cân được tối đa là 50 cân. Nhưng mà khuyến khích các bác là cứ cân 2-30 cân là ok. Các bác mang đi câu kẹo các thứ. Đây là cái viên pin này. Pin này hết thì các bác có thể ra ngoài hiệu sách mình mua rất là sẵn hàng thôi. Không lo không có pin đâu. Đó, rất sẵn thôi. Các bác lắp vào bật lên cho em là xong. Nếu khi lắp vào mà nó không lên thì các bác đảo chiều đi cho em. Đảo chiều pin đi là ok. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, đấy lên luôn các bác này. Đấy.
thì mình để mình cân kẹo các thứ rất là ok. Đây em sẽ cân thử cái thước rút này cho các bác xem. Đấy, rất tiện ích nhá. Còn đây cho em này. Đấy, cân lên. Còn thước này của nó thì đây, trước tiên thì các bác để cho em chế độ kg. Đấy, nó sẽ là 0,37 kg các bác này, 0,37 kg. Đấy, tức là 370 g đấy các bác nhá. Đó, có cho các bác cập nhật nhiệt độ, độ ẩm các thứ luôn nhá. Đấy, nhiệt độ, độ ẩm rồi nhớ kg các thứ đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, tắt đi bật lên ở đây, rất tiện ích luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân treo nhá, cân treo. Giá sẽ là 70k. Con này thì dùng rất là tiện cả. Tối đa của nó là 50 cân nhưng các bác cứ dùng cho em 2-30 cân là thoải mái rồi. Mình dùng đi câu, đi kẹo, đi phượt hoặc là các bác đi mua sắm hải sản này hoặc là đi chợ búa mình có muốn test lại rất là ok nhá. Lên cho em là cân treo này. Cân treo, giá của nó sẽ là 70k, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay các bác này, găng tay đây. Thì các bác lên cho em là găng tay lao động nhá. Dòng này thì cực kỳ là ôm tay luôn. Dùng rất là thích, đó, ôm tay. Rất dễ dùng, ôm tay các bạn. Và giá thì rất hợp lý. Giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là găng tay lao động này, ôm tay lắm và nó có cái phần cao su non này các bác làm việc rất là tốt, chống trượt trượt nhá. Lên mã giúp cho em đó là găng tay lao động. Bên em bán 5 đôi thì sẽ là 40.000. Và một vỉ 12 đôi thì giá của nó sẽ là, một vỉ mà 12 đôi thì giá của nó sẽ là đi 70k nhá. 70k trên một túi như này. Còn mua 5 đôi thì sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nắp cống đồng nhá. Nắp cống đồng. Con này thì dùng rất là tiện luôn, giúp ngăn mùi rất là tốt. Các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đấy, cơ chế hoạt động của nó thì rất đơn giản thôi. Đấy, thì nó đã có một cái con cân bằng trọng lực như này rồi. Nước nó chảy thì nó sẽ xả ra, còn không thì nó lại đậy nắp vào như này. Đấy, và các bác lắp là hầu như là vừa hết với các cái hệ thống đường cống thoát nước nhà mình nhá. Đấy, giúp ngăn mùi rất là tốt luôn. Nắp cống đồng ngăn mùi. Giá sẽ là 50k nhá. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây em sẽ nói cho các bác cái kích thước cái sản phẩm này. Kích thước nhỏ nhất để nắp cái van này nó là 4,2 cm. Còn nhà bác nào mà lốp thoát sàn lớn thì bên em luôn nó tặng kèm thêm cho các bác một cái chiếc vòng đệm như này. Nó sẽ tăng kích thước của cái thoát sàn nhà mình lên là 6 cm nhá. Và ngăn mùi hôi nhà tắm, nhà vệ sinh bằng đồng thau nguyên chất như các bác nhé. Kích cỡ lắp đặt thì rất là đơn giản, kích cỡ từ 3,4 đến 6 cm là anh chị mình hoàn toàn có thể lắp vừa. Khi có nước sẽ mở ra, khi hết nước thì sẽ đóng lại, giúp cho anh chị mình ngăn chặn mùi hôi bốc lên từ ống cống hay là chuột bọ rán chui lên ạ. Và rất ngăn mùi luôn. Hôi nhà tắm. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng này. Đó, bên shop thì lại tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ các bác nhá. Đấy, mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ cho các bác đây. Và hàng đợt này về thì giá siêu tốt cho các bác luôn. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Các bác cũng nhận được rất là nhiều ưu đãi trong cái chương trình này các bác nhá. Đấy, thì hàng bên em gửi cho các bác nó sẽ bao gồm cho các bác là combo là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá. Đấy, nó có cái nấc điều chỉnh nhiệt độ ở đây này. Đấy, thì các bác có thể điều chỉnh nhiệt độ là cho em là từ 200 lên tới 450 độ C. Đấy, các bác điều chỉnh ở đây cho em. Đó. Và công suất của nó là 60W nhá. Con này thì các bác có thể thay mũi được nhá, có thể thay mũi. Thì bên em bán thì nó sẽ kèm cho các bác là tặng kèm cho các bác là 5 mũi luôn. 5 mũi thì các bác có thể thay nhá. Đấy. Có kèm cho các bác luôn là 5 mũi. 5 mũi để các bác thay này. Đấy. Kèm cho các bác là một cái túi 5 mũi như này, 5 mũi với 5 cái kiểu dáng khác nhau để các bác có thể thay tháo nhá. Tháo ra cho vào đây thay cái mũi này cho em này. Thứ nhất là 5 mũi này. Thứ hai là một quặn thiếc này. Đấy. Thứ hai là sẽ kèm cho các bác là một quặn thiếc như này. Đấy. À, một hộp thiếc như này nhá. Một hộp nhựa thông như này, một hộp nhựa thông như này và một quặn thiếc luôn. Đó, thì combo cho các bác sẽ là bao gồm cho các bác là đi 1 2 3 này. 3 với mỏ hàn nữa là 4 nhá. Đấy, tổng có bác là 4 món luôn. 4 món. Mà cái giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Các bác lên cho em là mỏ hàn kèm mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá. Con này thì có điều chỉnh nhiệt độ luôn, mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, hoặc là lên cho em là mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ đi. Đấy. Mỏ hàn 60W, con này có công suất của nó là 60W thì lên cho em là mỏ hàn 60W nhá. Mỏ hàn 60W. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Đấy, 100.000 cho cái bộ mỏ hàn như này. Đấy, lên cho em là mỏ hàn 60W nhá. Đấy, mỏ hàn này. Mỏ hàn 60W, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ như này. Bao gồm cho các bác là một mỏ hàn.
một mỏ hàn, một cái bộ mũi để thay tháo này, và một cái hộp nhựa thông như này, một hộp nhựa thông như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn, combo cho các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh. Giá thì sẽ là 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này, 110.000 cho một con. Con này thì nó chỉ có mỏ hàn không thôi, chỉ có mỏ hàn không thôi, và về nhà thì các bác tự mua thiếc cho em để lắp thiếc vào đây, sau đó thì mình đút qua cái phễu này, đút qua phễu này và mình bóp là nó sẽ đẩy ra nhá. Con này thì các bác lên cho em là mỏ hàn xanh 150W này. Đấy, hàng made in Japan 150W. Con này thì các bác lên cho em là mỏ hàn xanh 150W nhá. Đấy, ra thiếc tự động cho bác luôn, mỏ hàn xanh 150W. Giá thì sẽ là 110.000. Con này thì nó chỉ có mỏ hàn không thôi, về nhà các bác phải tự tự mua thiếc nhá, tự mua thiếc, tự sắm đồ mình làm. Còn con mỏ hàn 60W thì có thiếc rồi. Đấy. Con này thì lên cho em là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh. Các bác lên cho em là mỏ hàn 150W thôi, 150W. Giá sẽ là 110k nhá, 110.000. Con này thì công suất của nó là 150W các bạn, 150W nhá. Đấy, còn con này thì công suất của nó sẽ là 60W nhá, 60W, và nó combo cho các bác là có 3 món đi kèm nữa. Thì các bác lên cho em là mỏ hàn 60W hoặc là mỏ hàn combo thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy xay cối xay inox nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít. Dung tích của nó là 2 lít các bác nhá. Đấy, dung tích của nó là 2 lít và có cối xay như này các bác này. Có 4 lưỡi như này. Con này xay thì cực kỳ là ngon luôn, xay rất là ngon luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có 150 cành thôi, 150 cành. Đây, thân máy của nó đây các bác này, thân máy của nó này. Đấy. Hai đầu nhấp nhả này rất là tiện luôn. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Lên cho em là cối xay 2 lít, giá sẽ là 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kính lúp nhá. Các bác lên cho em là kính lúp. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000. 70.000 cho một con kính lúp này. Giá sẽ là 70.000 thôi nhá. Con này ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái phần để các bác lắp pin vào đây nhá. Lắp pin vào đây. Thì ví dụ như là các bác muốn thêm ánh sáng này, các bác lắp pin vào đây cho em, dùng rất là tiện. Người già các bác có tí tuổi rồi dùng cái này. Dùng cái này nó rất là tiện các bác này. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. À, thấy chưa? Đó. Lên mã giúp cho em đó là kính lúp nhá. To rõ ràng sáng sủa nhá. Lên cho em là kính lúp, giá sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một con kính lúp như này. 70k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái gấp nóng nhá. Đấy, có lên cho em là gấp nóng, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30 cm. Để các bác chiên rán xào nấu này, gấp thực phẩm, gấp thức ăn rất là ok. Lên mã giúp cho em là gấp nóng này. Con này các bác có thể lật đi lật lại như này. Đấy, để mình sử dụng nó rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là gấp nóng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000. 30.000 trong cái gấp nóng như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là gấp nóng, giá sẽ là 30k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt cành trên cao nhá, kéo cắt cành trên cao. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Đó, made in Japan các bác đây. Made in Japan con này, thép SK5 không gì. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho con kéo cắt cành trên cao này thôi. Bao gồm một kéo một cưa, tha hồ tiện ích cho bác sử dụng luôn. Về nhà các bác cho cái xào vào đây cho em và bắt ốc vít vào. Đó, 130.000 kéo cắt cành trên cao thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ghen co. À cái dây thít các bác nhá, dây thít. Giá thì sẽ là 25.000 cho một bịch này. 25.000 cho một bịch này các bác. Đấy. 25.000 cho một bịch như này thôi. Đây, đây các bác thít vào nhà cho em là xong rồi. Đó. Thì mình dùng cho song à cho bao bì này hoặc là cành cây, nói chung là dùng cái gì cũng được, rất là đa chức năng luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây thít. Nó sẽ có cho các bác là 20, 25 và 30. Đấy, tức là dài là 20, 25 và 30. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Giá đều là 25k hết nhá. 25k cho một bịch như này. Đấy, 25.000 cho một bịch dây thít như này. Dùng nó rất là tiện ích, về nhà các bác có thể là đi cấy lúa, cấy ruộng các bác đóm mạ này hoặc là bịt bao, bịt đầu rất là ok nhá. 25k cho một bịch như này thôi. Đấy, bao gồm cho các bác là đầy đủ các cái kích thước cho các bác lựa chọn luôn. Đó, 20, 25, 30 các bác nhá. 20, 25, 30 đầy đủ kích thước. Đấy. Và của nó đều là 250g hết nhá, 250g. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp kim chỉ này. Đấy, đây nó sẽ là một cái hộp kim chỉ đa năng như này. Thì bao gồm cho các bác cả kim, cả chỉ, cả kéo, kiếc, rồi đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn. Giá thì chỉ có 25.000 thôi.
25.000 cho một hộp kim chỉ như này. Đấy, 25k nhé. Đây, nó sẽ có cho các bác là kim này, thước đo này, rồi đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho các bác để các bác sử dụng đây. Một cái bộ chỉ như này combo cho bác bao gồm là 10 quận chỉ này. Đấy, rồi kim, rồi đê, rồi móc, rồi kim băng đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này. 25.000 cho hộp kim chỉ như này nhá. Lên cho hộp kim chỉ giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái túi túi đựng điện thoại các bác nhá. Túi đựng điện thoại thì con này các bác dắt vào trong cái thắt lưng của mình. Đấy, dắt vào thắt lưng của mình, sau đó thì các bác cho điện thoại vào đây cho em. Đấy, cho điện thoại vào đây cho em. Đó, rất là tiện ích luôn. Rất tiện ích luôn nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại nhá. Túi đựng điện thoại. Rất tiện ích cho các bác luôn. Giá thì cũng khá là hợp lý nhá. Giá khá hợp lý cho bác luôn. Đó. Giá thì rất là hợp lý rồi. Đây, các bác cho vào điện thoại này cho em này. Đấy, à cho vào cái thắt lưng như này. Cho vào thắt lưng như này, thế là các bác đút điện thoại vào thì cực kỳ là tiện ích và an toàn luôn. Ngoài điện thoại thì các bác có thể đựng tiền này hoặc là giấy tờ đều ok hết nhá. Đấy, nó có cả cái đai như này, các bác đeo vào cái đai quần cho em thì nó rất là tiện luôn và rất là đẹp. Đó. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại. Con này thì giá bên shop sẽ thanh lý cho bác, giá chỉ có 40 cành thôi nhá. 40 cành cho một con túi đựng điện thoại như này. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại, giá sẽ là 40k nhá. Đấy. Lên cho em đó là túi điện thoại nhá. Túi điện thoại này. Túi điện thoại giá sẽ là 40k. 40k cho một cái túi điện thoại như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái này nó là cái bộ mũi khoan tháp nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu, cái này có kèm cây lấy dấu luôn. Đó, hàng của thương hiệu Unica Japan, hàng của Nhật nhá, chất lượng cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp và một cây lấy dấu. Đấy, nó sẽ có cho các bác là combo 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan tháp kèm một cây lấy dấu như này. Chất liệu của nó là thép gió phủ titan, cực kỳ bền đẹp và chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì rất là hợp lý các bác nhá. Đây. Đấy, lấy dấu thì các bác chỉ cần nhấp này là có dấu luôn này. Đấy, nhấp này có dấu luôn, các bác thấy không? Đó, rất tiện ích luôn. 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu giá sẽ là 180 cành nhá, 180k. Đấy. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp này. 5 mũi khoan tháp nhá. 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu. Kèm lấy dấu giá sẽ là 180k. 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng. Đấy, 5 mũi khoan đen đa năng như này. 1 2 3 4 5, 5 mũi từ 6 đến 12. Đây, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Đấy, hộp 5 mũi khoan đen giá sẽ là 110.000. 5 mũi đen nhá. 5 mũi đen đa năng giá sẽ là 110k nhá. Hộp 5 mũi khoan đen đa năng 110.000. 5 mũi khoan hình mũi khế như này các bác có thể khoan được tất cả mọi chất liệu trên mọi bề mặt cho em luôn, rất tiện ích cho nhá. 5 mũi khoan đa năng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ống nhòm dành cho trẻ em nhá. Con này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em này. Đấy, lắp pin vào là mình sử dụng. Đấy, có đèn sáng luôn. Các bác về các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ vào đây. Đấy, hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đó. Dòng này thì nó sẽ là dòng dành cho trẻ em nhé. Các bác có thể mua để cho tặng làm quà cho các em bé nhà mình cũng rất là ok. Giá thì sẽ là 90k cho một cái 90k cho một cái ống nhòm như này các bác nhá. Đấy. Ống nhòm dành cho trẻ em, giá sẽ là 90k. Đấy, đợt này em thanh lý cho các bác cái giá chỉ còn 70k thôi. 70k cho cái ống nhòm dành cho trẻ em như này nhá. Ống nhòm dành cho trẻ em, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy massage cổ này. Đấy. Con này thì hàng siêu tiện ích luôn và dùng thì cực kỳ là phê luôn các nhá. Bao phê cho các bác luôn. Đây, đấy. Hàng sử dụng một pin và về nhà các bác chỉ cần là thắt cái đai này vào bên dưới bụng này, sau đó thì mình sử dụng cho em. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng da PU này và bên đằng sau này bằng vải này. Giữ lì cho em cái phím này là nó sẽ chạy này. Đấy. Thì các bác đưa vào cổ vai gáy nó bóp cho các bác rất là đã luôn. Ngoài cổ vai gáy thì các bác có thể nằm dựa lưng này hoặc là các bác có thể cho đùi lên đây cũng được. Đấy, đùi. Đùi cũng rất là ok luôn. Đấy, chân bắp đùi đều ok hết nhá. Giá sẽ là 320.000 nhá. 320.000 cho cái con massage vai gáy như này. Lên cho em là massage vai gáy nhá. Massage vai gáy giá sẽ là 320k. Đấy. 320k massage vai gáy này. Vai gáy giá sẽ là 320k nhá. 320.000. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái ống nhòm các bác này, ống nhòm ban đêm. Con này thì rất nhỏ gọn và tiện dụng các bác nhá. Rất nhỏ gọn và tiện dụng luôn. Sản phẩm này thì nó có thể đẩy lên được như này các bác này, đẩy lên được như này và
nó sử dụng hai quả pin con thỏ nhỏ. Về nhà các bác lắp cho em hai viên pin con thỏ nhỏ vào đây chưa? Đấy, cái dòng này thì nó sẽ là cái dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi. Đấy, dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi, nhưng mà nó cũng thiết kế khá là ngầu nhá, thiết kế khá là ngầu đấy các bạn. Đấy, dòng này nó sẽ là dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi, nhưng mà thiết kế khá là ngầu. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi cho anh em các bác luôn. Giá chỉ có 90k thôi nhá. Các bác có thể mua về để cho các em nó sử dụng này, thỏa sức sáng tạo này. Đấy, các bác thấy không? Đây, có cả đèn sáng như này. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho các em nhé, lắp pin vào cho các em để mình sử dụng này. Đấy, giá thì chỉ có 90k thôi. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là ống nhòm nhá, ống nhòm. Giá sẽ là 90.000 cho một con ống nhòm như này. Rất tiện dụng cho các em nó sử dụng và thỏa sức sáng tạo nhá. Con này thì nó sẽ là ống nhòm ban đêm nhá, ống nhòm ban đêm. Đấy, các bác lên cho em là ống nhòm. Giá thì chỉ có 90k thôi. Đấy, nó là ống nhòm đồ chơi dành cho trẻ em nhá. Đấy, lên cho em là ống nhòm. Giá sẽ là 90k một chiếc nhá, 90.000 cho một chiếc ống nhòm như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Đây, các bác này. Đó, chuyên sử dụng cho ban đêm. Đấy, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED thì đợt này bên shop sẽ về cho các bác cái mẫu mới. Đấy. Thì cái mẫu cũ bên em hết hàng rồi. Mẫu mới này thì to đẹp hơn. Đây là cái chân của nó này, cái chân của nó. Về nhà các bác sập ở đây cho em này. Đấy, sập ở đây cho em. Đó, cái chân của nó về các bác sập ở đây cho em. Đây, chân sập ở đây. Thì nó rất là tiện ích và rất là đẹp để cho các bác sử dụng này. Đây cái chân của nó này. Đấy. Và nó sẽ kèm cho các bác là một cái cáp sạc như này và chân USB, chân USB nhá. Về nhà thì các bác chỉ cần cắm vào đây cho em này. Đấy, cắm vào đây cho em. Sau đó thì mình cắm qua cái ổ USB nhà mình thôi. Đây là nó sẽ lên này. Đấy. Thì con này chiều dài của nó thì con này khá là to đấy, thì các bác có thể để decor trang trí này, decor trang trí này. Tổng chiều dài của nó là 23 cm nhá và chiều cao tổng thể của nó là 10 cm. Đấy, 23, 10. Đấy, chiều cao là 10 cm và chiều dài là 23 cm, rất to luôn. Ánh sáng của nó thì ánh sáng xanh như này thì rất là vừa xinh. Con này có cập nhật nhiệt độ này, độ ẩm này và thời gian này, có chuông báo, có hẹn giờ, hẹn dùng hẳn hoi cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi cho bác nhá. Chỉ có cho các bác là 110k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ LED nhá, đồng hồ LED. Đồng hồ LED mới này, đồng hồ LED mới. Giá sẽ là 110k cho một con đồng hồ LED như này. Đấy, một con đồng hồ LED như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Lên cho em là đồng hồ LED mới, giá sẽ là 110.000. Cái mẫu cũ còn không, bỏ đây xem nào. Đây là cái mẫu đồng hồ LED cũ này. Đấy, cái mẫu này thì nó sẽ nhỏ hơn các bạn. Mẫu này thì nó nhỏ hơn và cái giá thì sẽ là 140.000, 140.000 cho cái mẫu đồng hồ LED cũ như này. Con này thì nó nhỏ gọn hơn. Đây, cũng cắm như này là nó sẽ lên thôi các bạn. Đấy, nó sẽ là dòng điện tử như này. Đấy, thì bên em bán cái mẫu cũ này còn một ít nữa thì em sẽ bán nốt. Mẫu cũ này còn ít nữa thì em sẽ bán nốt nhá. Mẫu cũ này thì nó thực ra là nó đắt hơn và nó nhỏ quá. Nên nhiều bác không thích cái mẫu nhỏ này, cái mẫu kia nó to mà trông nó có hình số thì nó đẹp hơn, nó hàm hố hơn. Đấy. Thì mẫu lên cho em là đồng hồ LED cũ nhá. Đồng hồ LED cũ, giá sẽ là 140k nhá, 140.000. Còn con mẫu LED mới này thì hàng to đẹp hơn mà cái giá thì bình dân hơn. Chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 110.000 cho cái con đồng hồ LED mới này thôi. Thì tùy các bác lựa chọn, cái mẫu cũ thì em cũng vẫn còn. Đấy, mẫu cũ em vẫn còn. Thì các bác có thể lấy mẫu cũ, lấy mẫu mới thì đồng hồ LED mới 110k. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đèn thần tài nhá. Đèn này thì gọi là đèn thần tài thì các bác có thể để ban thần tài này, ban thờ đều được nhá. Ban thần tài, ban thờ đều được. Màu thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Đấy, nó sẽ có cho các bác là màu xanh hoặc là màu đỏ. Màu xanh, màu đỏ. Đây, về nhà thì cái này em để ngược như này, về nhà các bác lắp lại cho em, lắp lại như này này. Đấy, trước khi sử dụng thì bật cho em cái công tắc này lên, đèn báo lên này. Đấy, các bác chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ lên. Đấy, chạm nó tắt này, chạm nó lên này, chạm nó tắt này. Các bác xem hướng dẫn sử dụng thì xem kỹ cho em để tránh cái việc là xem xong về nhà lại không biết cách mở bật như nào nhá. Em về thì không biết là nó có mấy màu. Đấy, nhưng mà cơ bản đây rất nhiều màu các bạn, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó có màu xanh đậm, xanh nhạt rồi màu màu xanh đậm. Đây em xem thì có màu xanh đậm, màu xanh nhạt rồi. Đấy, còn màu gì nữa thì em cũng không biết. Thì đây hình như nó có ký hiệu màu đây xem này. Cái gì xanh lam này này. XL là xanh lam này, có phải không? XL là xanh lam, cái màu này là màu xanh lam à? Màu này màu xanh lam đúng không? Đấy thì có hình như có hai màu nhá. Đấy, có hai màu. Màu xanh lam và màu xanh lam và màu xanh xanh đậm này. Đấy thì nói chung là màu bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ?
lên cho em là đèn thần tài nhá, đèn thần tài đấy, đèn thần tài. Đợt này về cho bác giá thì giá của nó sẽ là 65k một chiếc nhá, 65.000 cho một con đèn thần tài như này. Đây bác xem này, đó, gõ là nó sẽ lên này, gõ nó tắt này, gõ nó lên này. Đấy, cái này của nó khá là dày luôn nhá, và có điều chỉnh sáng tối nhá, có điều chỉnh sáng tối như này. Đấy, có điều chỉnh sáng tối như này. Dòng này là dòng sạc pin nhá, các bác cắm sạc vào đây cho em. Đấy, về nhà thì các bác cắm sạc vào đây cho em. Đấy, con này thì nó rất là tiện. Đấy, gõ là nó tắt, gõ là nó lên, và có cả công tắc ở đây luôn. Các bác muốn tắt hẳn thì tắt ở đây cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con đèn thần tài như này, giá của nó sẽ là 65.000 cho con đèn thần tài như này nhá. 65k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái tai nghe của iPhone nhá. Đấy, tai nghe iPhone. Dòng này nó sẽ là iPhone, hàng của thương hiệu iPhone. Con này thì hàng chính hãng của iPhone nhá. Giá thì sẽ là, đây, hàng của thương hiệu iPhone đây các bạn, hàng thương hiệu iPhone đây. Con này thì dùng cực kỳ là thích luôn. Đây các bác nhá. Đó. Đây, Design by in California. Hàng thì của Mỹ và sản xuất ở Nhật nhá. Sản xuất ở Nhật và cho thị trường Nhật các bạn này. Hàng ở Mỹ và sản xuất cho thị trường Nhật các bác nhá. Đây, California các bạn này. Đấy, made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng của Mỹ và sản xuất cho thị trường Nhật. Đây, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Hàng made in Japan, cực kỳ xịn sò cho các bác luôn, made in Japan. Đó. Một đốc sạc nhá, một cái đốc sạc như này và kèm cho các bác là combo như này. Đấy, nguyên cái sách hướng dẫn của nó đã dài cả trang này rồi nhá. Sách hướng dẫn dài cả trang như này rồi. Đấy, lên cho em đó là tai nghe. Đấy, tai nghe iPhone nhá. Đấy, tai nghe không dây. Đấy, tai nghe không dây. Giá của nó sẽ là 150k nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là tai nghe nhá, 150k này. Tai nghe iPhone không dây 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn đây. Đấy, bộ 5 đĩa tròn như này. Bộ này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó, đó là 120.000. 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. Đây. Hàng thì bằng inox 304, hàng của Đức nhá. Inox 304 của Đức. Hàng cực kỳ dày luôn, rất dày các bạn. Hàng rất dày luôn nhá. Đấy. Bao gồm cho các bác là 5 đĩa như này, 5 đĩa như này. Cái nhỏ nhất thì nó sẽ là vào khoảng là đi nhỏ nhất là 14 cm và to nhất thì sẽ là 26 cm. Đấy, 14 từ 14 đến 26. Bộ 5 đĩa tròn. Bộ 5 đĩa tròn nhá. 5 đĩa tròn. Giá sẽ là 120 cành thôi, 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Cân sức khỏe mẫu mới đây. Đấy. Hàng này thì nó sẽ có cho các bác là lô này về thì nó sẽ là không sử dụng pin thường mà nó sẽ là sử dụng pin sạc các bạn. Đấy, sử dụng pin sạc đây. Các bác về nhà thì các bác cắm sạc ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc ở đây cho em. Có kèm cho các bác một cái dây sạc đấy. Và các bác sử dụng cân thôi. Ở đây thì nó chế độ là kg đây rồi. Và nhiệt độ cập nhật là 31 độ C. Đây, em sẽ cân thử cho bác xem. Con này thì nó sẽ có app nhá. Về nhà các bác kết nối app để các bác có thể đo các cái thông số huyết áp rồi nhịp tim rồi các kiểu con đà điểu luôn. Đó. Đây, đấy nó sẽ có cho các bác là các cái kết nối như này thì em chỉ bán, em bán là em bán để các bác về dùng để cân thôi nhá. Còn ngoài ra các tính năng khác thì các bác tự tìm hiểu, tự các bác kết nối các bác dùng nhá. Còn em bán ở đây là em chỉ bán để cân thôi. Về nhà khi các bác nhận được hàng nha là các bác bật lên cho em này. Đấy, các bác cân test thử ok, cân chuẩn là các bác nhận hàng thôi. Còn ngoài ra các cái tính năng khác thì các bác tự túc cho em. Đấy, các bác tự túc cho em. Và cái lô này về thì nó lại là cái dòng mà sạc pin nhá. Dòng sạc pin và nó có kèm cho các bác một cái cáp sạc đây. Đấy, có kèm sẵn một cái cáp sạc để cho các bác về mình sạc pin cho em. Đó, thì cái lô này là sẽ là lô sạc pin. Lên cho em là cân sức khỏe, giá sẽ là 130 cành nhá, 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay sinh tố các bác này. Đấy, máy xay sinh tố. Con này thì hàng của Nhật đây, thương hiệu Socani của Nhật này. Dung tích của nó sẽ là, công suất của nó là 400W này. Đấy. Hàng này thì nó xuất đi khá nhiều nước luôn. Hàng 2 trong 1, một cối to một cối nhỏ này. Đây, hàng của thương hiệu Socani, giá bao nhiêu nhỉ? Hả? Máy xay sinh tố 470k nhá. Lên cho là máy xay sinh tố 470.000. Công suất của nó sẽ là 400W này. 1500ml này. Đấy, và có rất nhiều chế độ khác nhau. Hàng này thì ưu điểm của nó sẽ là hàng thủy tinh, cối bằng thủy tinh cho nên dùng nó cực kỳ là sạch sẽ và an toàn. Đây, một con cối như này, một con cối khổng lồ này các bác này. Đấy. Con cối khổng lồ đây. Đấy. Một cối một thân máy như này, một cối một thân máy như này các bác này. Đấy.
một cối to, một cối nhỏ, hàng cối khủng cho các bác luôn. Chất liệu của nó đều bằng thủy tinh hết nhé, bằng thủy tinh. Đấy, con này thì dung tích của nó thì con cối to này thì dung tích của nó sẽ là 1,5 lít. Còn con cối nhỏ này thì chắc là khoảng mấy trăm ml thôi. Đấy, và đây là cái thân máy của nó đây. Thân máy của nó đây. Một con máy xay sinh tố cực kỳ là chất các bạn. Đấy, con này rất là chất luôn. Hàng này thì nó xuất đi rất nhiều nước này. Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu các kiểu con này đều luôn. Đó, đây. Đấy, máy thì chạy khỏe, êm. Đây em sẽ test thử cho các bác xem luôn. Giá thì sẽ là 470.000 cho một con máy xay sinh tố như này. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng. Hàng bền đẹp chắc chắn các bạn. Đấy, đây. Nó sẽ có số 123 nhé. Đây các bác cắm điện vào cho em này. Đấy, đây. Đấy, máy chạy cực khỏe luôn. Đấy, có 123 nhé. Lưu ý các bác khi sử dụng máy xay sinh tố thì mình nên nhấp nhả chứ đừng sử dụng liên hồi nhá. Đấy, đừng để lâu quá không tốt này. Bật này, tắt này, bật này, tắt này. Đấy các bác dùng nên nhấp nhả chứ em. Đó. Mình chỉ nên dùng là từ 1 phút đổ về thôi chứ đừng nên dùng quá 1 phút. 1 phút. Dùng 1 phút sau đó thì mình ngắt nhả, sau đó thì mình lại dùng tiếp thì nó rất là bền cho máy nhá, bền cho máy luôn. Đó, đây. Cái nắp này của nó cũng rất là chặt các bác này. Đây. Nắp này của nó là dạng nắp xoáy như này này, nắp xoáy này rất là chặt luôn các bác thấy không? Đây. Gen này, nắp gen này. Đấy, rất chặt các bác. Đấy. Nắp gen rất là chặt như này các bác này. Con này thì dùng thì rất là đã luôn. Đấy. Đây. Cái nắp gen này của nó rất là chặt nên là các bác dùng, ưu điểm của nó rất là chắc chắn. Đấy. Đậy vào nó rất là chắc luôn. Đây. Đấy. Và thân của nó này, con này của nó bằng thủy tinh nhá. Dùng cái hàng bằng thủy tinh này thì nó chất lắm các bạn. Đây. Đấy, các bác lắp vào cho em này, xoáy vào này, bật này. 1 này. Đấy. 2 này. Đấy. 3 này. Nó có 3 nấc như này luôn, nó rất là an toàn. Đấy, cậy ra này. Đây các bác này. Đây, các bác xem nhá. Máy nó xoay này. Tít khủng luôn. Đó. Đấy, con này thì xay cua, xay tôm, xay cá các kiểu con là điểu luôn. Lẫy của nó này, chân lẫy của nó rất là sâu luôn nhá. Và dùng thì nó sẽ là dòng lẫy lượn sóng như này, các bác sập ngước nào cũng được, sập ngước nào cũng được. Đấy, sập vào xong đó siết vào cho em, rất chắc chắn luôn. Lên cho em là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Combo cho các bác. Đấy, một con máy như này giá chỉ có cho các bác là 470.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng đây. Nồi lẩu 2 tầng như này. Đấy. Con này thì giá rất bình dân, chỉ có 230.000 đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác cắm thử cho em. Đấy, cắm thử, nhận hàng thử. Cắm thử cho nước vào đun. Đấy, nóng sôi đàng hoàng thì các bác thanh toán tiền giúp cho em nhé. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái hàng mà đây. 1000W này, 28 sen, điện 220V, công suất 1000W. Cũng siêu nóng luôn, nóng cực kỳ nhanh luôn. Đặt vào cho em này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là 2 tầng đây. Cái bên dưới này thì các bác có thể dùng để mình chiên rán xào nấu thoải mái. Đấy, chiên rán xào nấu thoải mái luôn. Có tráng đá chống dính này. Đấy, có tráng đá chống dính như này. Đường kính là 28 cm. Đây là dây nguồn của nó này. Đấy, đây các bác thấy không? Đây. Đấy. Đây thì các bác dùng để ăn lẩu này, chiên rán xào nấu này. Đấy, còn cái trên này thì các bác đặt lên khay này lên cho em này. Hấp tôm, hấp cá, hấp cua, hấp ghẹ này, đa di năng luôn. Giá bao nhiêu? 230.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn, 230.000 cho một combo như này. Đường kính của nó là 28 cm. Con này bên em bán, bên em bán cả nghìn con rồi. Đấy, mặt kính của nó là kính cường lực này nhá, kính cường lực. Giá siêu tốt cho các bác luôn, công suất 1000W, nóng nhanh. Các bác dùng đa di năng luôn. Con này chiên rán xào nấu tráng trứng, nấu canh, nấu riêu, nói chung là ok hết. Đấy, nó là hàng đa di năng nên dùng nó rất là đã. Và giá thì khá là hạt rẻ và hợp lý cho anh em các bác rồi. Chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230k nhá. Nồi lẩu 2 tầng 230.000, con này khá tiện ích luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái lô chuyên chén ngọc nhá. Đấy, chuyên chén ngọc. Đấy, nó hình màu sắc màu xanh ngọc rất là đẹp như này. Đấy, cho nên bên em sẽ lên nó là chuyên chén ngọc nhá. Một bộ như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên. Chuyên thì nó sẽ là hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này. Hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này thì các bác nhé. Đây, các bác nhìn cái bàn tay của em này. Đó, hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này. Bao gồm cho các bác là một bộ chuyên. Đấy, một chuyên và có cho các bác là đi 6 em chén nhá. 6 em chén ngọc như này các bác này. Đấy, chén ngọc pha lê. Đấy, nó sẽ là dòng đất nung và có trắng men pha lê. Men ngọc như này, men đá ngọc rất là đẹp như này. Đấy, con này thì các bác uống trà và nó lên cái màu trà màu chiếc rất là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một cái bộ chuyên chén ngọc như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là
95.000 thôi nhá, 95.000. Lên mã giúp cho em đó là chuyên chén ngọc nhá. Đấy, chuyên chén ngọc này. Chuyên chén này, đấy, chuyên chén ngọc giá sẽ là 95k nhá, 95k cho một bộ như này. Giá siêu rẻ luôn. Siêu rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy, một bộ sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên và 6 chén. Đây, chén rất ngon luôn các bác này. Đấy, chén rất đẹp, rất ngon, rất đẹp luôn. Đó. Dày dẫn chắc chắn nhá. Chén này thì dày lắm. Các bác dùng thì vô sự tư thoải mái luôn, không bao giờ lo bị không bao giờ lo bị sứt nhá. Đấy, còn chuyên của nó cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, trong lòng bàn tay như này. Lên mã giúp cho em là chuyên chén ngọc combo cho các bác một bộ như này. Giá chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thuốc các bác lên cho em là thuốc kiến gián nhá, thuốc kiến gián. Đấy. Thì con này bên shop bán cho các bác với giá đó là bên shop bán cho các bác combo là 20.000 ba lọ nhá. Đấy, bên em bán từ ba lọ trở lên và giá sẽ là 20.000. Đấy, 20.000 cho ba lọ như này. Đấy, 20.000 cho ba lọ như này. Các bác lên cho em là thuốc diệt kiến gián nhá. Đấy, thuốc diệt kiến gián, giá sẽ là 20.000 cho ba lọ. Đấy, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Trước cái này em đang bán là 10.000 một lọ, đấy, tức là 30.000, nhưng mà bây giờ bán cho bác combo 20.000 cho ba lọ này luôn. Đấy, 20.000 cho ba lọ. Còn bác nào mua lẻ thì vẫn chấp nhận là 10.000 một lọ nhá. Còn bên em bán combo sẽ là 20.000 cho ba lọ thuốc kiến gián như này. Cái này thì các bác chỉ cần ở đây. Đấy. Các bác lắc đều lên cho em này. Sau đó thì mình nhỏ vào các cái khu vực mà có kiến có gián nó trú ẩn nhá, là nó sẽ ăn và nó sẽ dẫn cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Đấy, giá thì 20.000 cho ba lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái máy cái đèn trợ sáng nhá. Đấy, đèn trợ sáng dành cho xe máy này. Đấy, xe máy xe đạp điện đều lắp được cả nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là cái dòng mà đây. Đấy, đây độ sáng của nó này, 3.000 đến 6.000K này. Đấy. Và con này thì nó dùng được cho áp quy 12 và 24V đều dùng được hết nhá. 12 24V đều dùng được hết. Đây. Đấy, nó sẽ là một con đèn nhỏ gọn như này. Đấy, nó sẽ là tương đương với lại bằng hai ngón tay như này nhá. Có cả phần đai để các bác bắt vít này, ốc vít cái thứ đầy đủ nhá. Combo đai rồi ốc vít đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, về nhà các bác bắt vít vào cho em. Đây, có cái phần đai bắt vít như này. Sau đó thì các bác lắp vào xe của mình, lắp vào xe đạp điện, xe máy của mình. Đấy. Và mình đấu trực tiếp vào cái nguồn áp quy của mình là xong. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng nhá, đèn trợ sáng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k nhá, 40k cho một con đèn trợ sáng như này thôi. Đèn trợ sáng giá sẽ là 40.000. Con này thì siêu sáng luôn các bác nhá. Đây các bác này, nó sẽ là một con đèn nhỏ gọn như này. Đấy, về nhà các bác đấu vào cái nguồn áp quy cho em. Đó, rất sáng luôn nhá. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Đây. Đấy, pha của nó rất là rọi thì các bác mình trợ sáng cho xe đạp điện này. Đấy, hoặc là xe máy cũng rất là ok, lắp đặt thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm bấm cúc nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kìm và một cái bộ cúc như này. Một kìm, một bộ cúc như này. Đấy, thì nó sẽ có cúc âm và cúc dương. Thì về nhà các bác chỉ cần đặt vào đây là mình bấm là xong. Đó. Lên cho em là kìm bấm cúc một bộ như này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. Đấy. 40.000 cho một cái bộ kìm bấm cúc như này thì rất là tiện để cho các bác mình về mình sử dụng trong các cái hoạt động như quần áo của mình nó bị lỏng này hoặc bị bong cúc các thứ nhá. Đấy. Các bác chỉ cần đặt cái này cho em này. Đấy, đặt vào sau đó thì mình bấm vào thôi. Đó, nó sẽ có hai phần, phần âm và phần dương, các bác đặt vào sau đó thì mình bấm vào. Đó, các bác thấy không? Đấy, quần các loại quần áo, quần bò, quần miếc đều bấm được hết nhá. Đấy, nó sẽ có hai phần như này, một âm một dương, các bác cứ đặt vào. Đấy. Đây, đặt vào sau đó thì mình bấm thôi. Nó rất là tiện ích luôn, thì các bác có thể bấm vào để mình sử dụng, nó rất là đa di năng luôn nhá, rất chắc chắn và tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 40k trong cái bộ kìm bấm cúc thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá, khay đá thông minh. Đây, nó sẽ là một cái dòng khay như này các bác này. Đấy. Con này thì rất là tiện dụng và nó có nắp luôn, một khay này của nó là 14 viên. Mỗi bên 7 viên và 14 viên thì nó có cả nắp nhựa như này thì các bác có thể để chồng lên 5 10 khay một lúc được. Đấy, trồng lên 50 khay mà các bác cho nước vào cho em. Và bên dưới này nó sẽ là cái lớp cao su non như này. Thì khi các bác sử dụng thì các bác chỉ cần ẩy cái viên đá này lên cho em là xong. Đây, em sẽ có cái video thực tế em đã sử dụng cho các bác xem. Các bác lên cho em là khay đá thông minh, giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một chiếc khay đá thông minh như này. Đấy, 15.000 một chiếc. Bác nào mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, giá ưu đãi cho các bác 15.000 một chiếc, mua 5 tặng 1. Đây là cái khay đá mà em đã làm, em bỏ trong tủ như em này. Đấy, anh em chỉ cần ấn phát này nó lên luôn này. Đấy, thông minh chưa? Đấy, đúng là quá là thông minh luôn.
người thông minh như này không sống được lâu anh em nhé. Đó, đấy các bác thấy không? Đấy, anh em chỉ cần lấy nhẹ cái này nó lên luôn, rất tiện này. Đấy, viên đá nó ra rất là đẹp luôn. Viên đá này anh em uống cà phê, uống nước ngọt hoặc là anh em uống bia thì rất là tuyệt vời và nó rất là tiện. Anh em không cần phải lấy hết sức để vặn vọ cái khay đá hoặc là đập hoặc là gõ mất công. Đây, anh em chỉ cần lấy này là nó lên luôn, đẹp chưa anh em ơi? Đẩy viên nào lên viên đấy luôn nhá. Đó. Con này đấy, chỉ cần đẩy cái này lên luôn. Đó. Rất là tiện anh em nhé. Đây. Anh em chỉ cần đẩy nhẹ này nó lên thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá cực kỳ là tốt luôn. Anh em các bác mua hàng 15.000 chiếc mua 5 tặng 1 các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái xi giày. Thì nó sẽ có cho các bác là xi đánh giày. Có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu như này. Màu đen và màu nâu như này. Đấy, hàng hết lâu lắm rồi mới lại có hàng về nhá. Giá sẽ là 40k cho một 40k cho một hộp xi như này. Ở đây thì về nhà các bác chỉ cần lột ra cho em. Đấy, và đây nó sẽ có sẵn cho các bác là cái phần bông mút như này. Bông mút như này các bác chấm vào xi này. Sau đó thì các bác đánh lên giày như này, sạch luôn, rất tiện ích. Đấy, cái xi này thì nó lên màu rất là tốt và tạo độ bóng rất là tốt luôn nhé. Tạo độ bóng rất là tốt luôn. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Lên mã giúp cho em đó là xi đánh giày, giá sẽ là 40k trên một lọ nhé. 40.000 trên một lọ xi như này. Các bác lấy màu đen cũng có mà màu nâu cũng có luôn. Đấy, muốn lấy màu nào thì lấy, màu đen hoặc màu nâu. Giá thì sẽ là 40k trên một lọ xi đánh giày như này. Hàng này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Có sẵn miếng mút rồi, mình chỉ cần quệt qua giày cho em cái là xong. Lên cho em là xi đánh giày nhá, 40k trên một lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy chuyên đuổi chuột nhá, máy đuổi chuột và côn trùng kiến gián, nhưng mà con này thì thiên về đuổi chuột hơn. Lên cho em là máy đuổi chuột, giá sẽ là 35k thôi. Hàng cực kỳ chất lượng mà giá rất hợp lý nhá, 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này. Đây các bác này. Là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomax xin kính chào quý anh chị. Giá chỉ có 35k này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa các bác này. Bộ quần áo mưa như này. Hàng thì đúng như trên hình như này luôn. Đấy. Đúng như trên hình như này nhá, hàng của thương hiệu Tú Phong, hàng VIP 1, hàng loại 1 cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vải áo mưa nhá. Đấy. Nó là vải phủ áo mưa. Đấy, vải phủ ni lông cho nên là nó rất là bền và có hai lớp như này các bác này, hai lớp như này. Vừa là chống nắng chống mưa. Đấy, chống nắng chống mưa và chống rét rất là tốt luôn. Có cả mũ ở đằng sau đây nhá, có cả mũ đằng sau luôn. Đó. Hàng thì size của nó là size L, tiêu chuẩn các bác sử dụng thì rất là ok. Đấy, bao gồm cho các bác là combo một quần và một áo, một quần một áo. Giá sẽ là 195k nhá, 195k. Lên mã giúp cho em đó là bộ quần áo mưa 195.000. Đấy, giá thì chỉ có 195k cho cái bộ quần áo mưa như này thôi. Giá khá là tốt cho các bác sử dụng luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái mã rất là mới các bác này. Đó. Đó, một con chuông đồng rất là hay luôn các bác nhá. Đấy, chuông bằng đồng. Con này nó là bằng đồng thau tự nhiên nhá, đồng thau tự nhiên. Hàng đúc thủ công rất là đẹp luôn các bác này. Các bác có thể mua về để mình sử dụng khi mà mình có gia đình có công việc lễ lại này, hoặc là các cái công việc khác đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là chuông đồng, con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, 100.000 cho con chuông đồng như này. Các bác lên cho em là chuông đồng, giá sẽ là 100k. Đó, chuông đồng này. Chuông đồng, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con chuông đồng như này. Tiếp theo thì con chuông này thì cái chiều cao của nó tính cả cái phần cán này vào khoảng trên 10 cm, cái phần rộng này của nó thì vào khoảng là 8 cm nhá. Còn phần cao nguyên chuông thì vào khoảng 5 cm, 5 đến 7 cm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm chết của Mỹ nhá, hàng thương hiệu Crossman USA. Đấy, kìm chết Mỹ, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi cho các bác nhá. Giá chỉ có 100k thôi. 100k cho con kìm chết Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 100k nhé. Lên mã cho em là kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100.000 cho một con kìm chết Mỹ như này các bác này, 100k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ môi nhá. Môi thì đây. Đấy, nó sẽ là một con môi rất là đẹp như này này. Đấy, một con môi rất là đẹp này các bác này. Đấy. Giá thì sẽ là 40.000 cho một cái môi như này. Hàng siêu dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Siêu dày dẫn chắc chắn nhá. Môi thì bằng inox 304 cực kỳ là võng lòng luôn, dày dẫn chắc chắn. Riêng con này mà các bác dùng thì cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Riêng con này các bác dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy, rất là đẹp các bác này.
cái phần cán của nó thì nó sẽ là đúc liền như này và không có phần rãnh, thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ không bị rửa ráy, thì nó sẽ rất là vệ sinh luôn, không bị động cáu cắn bẩn cơ nhá. Đó, giá sẽ là 40k cho một cái môi như này nhá. Để các bác lên cho em là môi đặc nhá, môi đặc giá sẽ là 40.000 cho một cái môi đặc như này các bác này, 40k cho cái môi đặc như này. Đó, tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái thắt lưng đại bàng nhá. Các bác lên cho em nó là thắt lưng đại bàng này. Đấy, con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1m1 đến 1m2. Đấy, con này thì chiều dài của nó là 1m2 và nó sẽ là hình đại bàng rất là đẹp như này, hình con đại bàng rất là đẹp như này. Đấy, USA nhá, USA. Con này thì chất liệu của nó thì bằng dây dù như này, hàng của quân đội Mỹ này, hàng quân đội Mỹ, USA nhá, hình con đại bàng rất là đẹp luôn. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng đại bàng nhá, thắt lưng đại bàng. Đó, đây, rất đẹp con này. Hàng của quân đội. Hàng của quân đội cực kỳ xịn sò cho các bác luôn. Đấy, các bác chỉ cần sập này cho em là xong. Đó. Hình con đại bàng rất là đẹp này, USA này. Các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng, con này sẽ là 120.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái thắt lưng dép nhá. Đấy, thắt lưng dép đây. Đấy, con này thì chiều dài của nó thì cũng vào khoảng 1m1 đến 1m2 nhá. Con này thì nó sẽ là bên shop đang lên tên nó là thắt lưng dù này, thắt lưng dù hoặc là thắt lưng dép. Thì các bác lên cho em là thắt lưng dép, còn con này là thắt lưng đại bàng. Hai con này thì nó sẽ giống nhau nhưng mà giá tiền thì khác nhau nhá. Cũng là hàng của Mỹ luôn, thương hiệu dép của Mỹ, 1961 này. Con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k. Các bác lên cho em là thắt lưng dép 80.000 và con này thì nó sẽ là thắt lưng đại bàng. Đại bàng thì con này sẽ là 120 nhá. Đấy. Con này thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Chất liệu các thứ thì nó cũng như nhau thôi, nhưng mà nó khác nhau ở cái mặt nhá. Đấy, nó khác nhau ở cái mặt này các bác này. Đấy. Cái mặt đại bàng này thì nó sẽ đắt hơn này, mặt đại bàng nó sẽ đắt hơn, còn cái mặt Z này thì sẽ rẻ hơn các bác nhá. Đó. Thì con thắt lưng đại bàng này là 120.000. Đấy, 120.000, còn con thắt lưng Z này thì giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá, viên thả bồn cầu. Một túi này của nó thì sẽ là 10 viên. Đấy, mỗi tháng các bác cứ dùng cho em một viên này cho em. Đấy, trong một năm này là ok. Đấy, mỗi tháng một viên này cho em. À, dòng này của nó thì sẽ là 15k cho một túi như này. Công dụng của nó thì thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Sạch thơm. Sạch thơm và diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn, giá sẽ là 15k. Lên mã giúp cho em đó là viên thả bồn cầu. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn. Một lọ này thì giá sẽ là 30.000 cho một lọ như này. Đấy, mùi của nó thì thơm dịu nhẹ dễ chịu. Nó sẽ có cho các bác là cái bấc về nhà, các bác tháo cái nắp này ra sau đó thì cắm cái bấc này vào cho em này. Đấy, có cả bấc cả nơ đàng hoàng nhá. Đấy, cả bấc cả nơ đàng hoàng treo vào đây cho em. Đấy, các bác có thể để phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các nhà hàng khách sạn, rất là thơm luôn nhá. Nhà hàng khách sạn rất là thơm luôn. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 15k à 30k nhá. 30k cho một cái lọ nước hoa khách sạn như này, 30.000. Đấy, 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng. Đấy, đây thì nó sẽ là một cái cặp lồng mà có 4 ngăn như này, 1 2 3 4, 4 ngăn như này. Giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá. Đấy, cặp lồng tầng như này. Và nó sẽ có cho các bác là 4 ngăn. 4 ngăn nhá, giá sẽ là 80.000. Đấy, 80.000 đây, em sẽ mở cho các bác xem. Giá rất rẻ các bác, giá rất rẻ luôn. Đấy, đây. Mở nắp ra các bác này. Đấy, mở nắp ra thì nó sẽ có từng ngăn một như này. Đấy, có từng ngăn một này. Đây là nắp của nó này. Đấy. Mỗi ngăn một nắp như này nhá. Đấy. 4 ngăn, dung tích của nó là 2 lít và giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Đậy vào thì cực kỳ là kít luôn. Đấy, đây, 4 ngăn như này. Các bác chỉ còn sập lẫy này em là xong này. Đấy. Cứ sập lẫy vào là xong nhá. Có nắp, có gioăng đàng hoàng nhá, 80k. Lên cho em là cặp lồng tầng rồi,